Thì con À, lớp đã vào đủ chưa cô Nhàn ơi? Mời các bạn vào lớp. Các bạn lưu ý bật camera trong suốt quá trình học. Em mời thầy ạ. À, xin chào tất cả các bạn. Đầu tiên thì thầy xin gửi lời xin lỗi bởi vì cái thời gian vừa qua là cũng hơn 2 tuần thầy trò chúng ta không gặp nhau bởi vì thầy đang cách ly để điều trị tại nhà đó, cho nên cái việc giảng dạy nó không có được suôn sẻ. Thì thầy trò chúng ta cũng đã không gặp nhau hơn 14 ngày, chính xác là khoảng gần 20 ngày. Cái ngày mà buổi cuối cùng mà thầy trò chúng ta gặp nhau đó là ngày 2 là ngày 10 ngày 9 tháng 9, ngày 9 tháng 9. Nay đã hơn 20 ngày rồi, đúng 21 ngày. Rồi không sao cả. Thì cũng gửi lời xin lỗi đến lớp các bạn là cái việc do cái cá nhân của thầy mà nó bị ảnh hưởng tới cái gián đoạn của lớp như vậy.
Lớp các bạn cho thầy hỏi rằng là lớp của chúng ta là hôm trước học ở chương 3 đó, chúng ta học ở cái phần nào đó các bạn? Lớp trưởng nào có thể mở mic đi để trả lời thầy biết là chúng ta học tới đâu rồi. Thầy đang giảng cho các bạn tới phần nào rồi của chương 3 đó. Alo, thầy nói các bạn nghe rõ không ạ? Lớp trưởng ơi, bốn lớp trưởng đâu rồi ạ? Thầy hỏi lần nữa là bốn lớp trưởng của bốn lớp này đâu rồi ạ? Bốn lớp trưởng hôm nay không đều không đi học hả cô Nhàn? Một bạn nào đó đại diện trong lớp cho thầy biết là lớp chúng ta đã học tới phần nào của chương 3? Dạ, hay là học hết tới phần kỷ luật nhân viên rồi thầy. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, hôm nay chúng ta đi tiếp tục cái phần kế tiếp là chúng ta sẽ đi qua phần xử lý mâu thuẫn nha. Chúng ta biết rồi thì trong quá trình chúng ta quản lý nhân sự đó là nhân viên là một cái nguồn lực, một trong những cái nguồn lực quan trọng trong trong một cái đơn vị, mà cụ thể là trong nhà hàng chúng ta quản lý. Thì đối với cái việc chúng ta quản lý nhân viên đó thì chúng ta đã tìm hiểu được cái người cái giám sát viên cần làm gì với cái mô hình ba vòng tròn, trong đó là có cái tạo động lực đối với cái vòng tròn task ấy, thì chúng ta phải làm cái gì, đối với vòng tròn nhân viên chúng ta phải làm gì, và đối với vòng tròn đội nhóm chúng ta phải làm gì. Mục đích cuối cùng đó là để cho ba cái vòng tròn này tình tiến lại gần nhau, trở thành đồng tâm, và để đạt được cái mục tiêu tối đa. Trong như trong vậy thì mỗi cái vòng tròn nó sẽ có một những cái yêu cầu công việc riêng. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái trong đó chúng ta biết cách tạo động lực cho nhân viên như thế nào. Chúng ta phải biết giao tiếp với nhân viên, với các cấp quản lý và cái đồng nghiệp của mình như thế nào để cho cái công việc giám sát và quản lý chúng ta được hiệu quả. Để thực hiện được những cái việc mà đạt được cái mục tiêu để phát triển các cá nhân, hoàn thành cái mục tiêu phát triển cá nhân, để xây dựng nhóm làm việc để hoàn thành cái mục tiêu tổ chức đề ra đó, thì bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết tổ chức huấn luyện nhân viên. Huấn luyện nhân viên thì chúng ta đã tìm hiểu là huấn luyện nhân viên thì chúng ta có những cái phương pháp huấn luyện, khi nào chúng ta cần thực hiện huấn luyện, chúng ta phát hiện ra những điều gì thì chúng ta bắt đầu phải tổ chức huấn luyện lại nhân viên. Chúng ta sẽ có những cái phương pháp huấn luyện nào cho đối với nhân viên mới, rồi đối với cái việc mà chúng ta tương ứng với mỗi cái việc mà chúng ta phát hiện ra là chúng ta cần phải phải huấn luyện đó, là thị trường mới nè, sếp mới nè, nhân viên mới nè, rồi có những cái than phiền của khách hàng vân vân, thì bắt đầu chúng ta phải huấn luyện. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng cũng chỉ sử dụng một phương pháp huấn luyện, mà chúng ta có nhiều phương pháp huấn luyện khác nhau. Có lúc thì chúng ta on the job training, có lúc thì chúng ta là outdoor training, có lúc thì chúng ta là làm workshop, là group training, vân vân. Và mục đích cuối cùng của huấn luyện là gì? Để nhân viên mình nắm hiểu rõ và thực hiện các nội dung công việc, các cái tiêu chí tiêu chuẩn quy định của nhà hàng mình để đảm bảo được chất lượng dịch vụ, và tất cả những việc đó cũng đều hướng tới là việc cái thành lập nhóm làm việc cho nó hiệu quả và đạt được cái mục tiêu tối đa. Huấn luyện nhân viên thì chúng ta huấn luyện, chúng ta tạo động lực, chúng ta phát triển, chúng ta truyền thông, vân vân. Tất cả những điều đó cũng đều là mang lại cái điều tốt cho nhân viên và cho tổ chức. Chúng ta nhớ lại trong quản lý nhân sự thì có nhắc lại chúng ta năm chữ B đó, chúng ta nhớ năm chữ B. Cái chữ B đầu tiên đó là chúng ta phải quan tâm đến tới tới nhân sự của mình, quan tâm đến nhân viên của mình, pay attention. Cái chữ P thứ hai đó là chúng ta
phải biết khen ngợi, phải rise up, phải biết khen ngợi với những cái kết quả công việc, với những cái nỗ lực, cái góp ý, cái đóng góp ý kiến, và những cái hành động nhỏ nhất chúng ta cũng phải biết cái khen ngợi nhân viên. Để đó chính là cách tạo động lực đó. Và chúng ta phải biết thưởng, pay for a good result, phải biết thưởng, khen không chưa đủ mà phải biết thưởng. Chúng ta nhớ lại là tạo động lực thì người giám sát viên là phải sử dụng một cách nhuần nhuyễn giữa động lực và động cơ, đúng không ạ? Là giữa vật chất và lời khen, chứ không phải khen không thì không đủ. À, vật chất không thì cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là ngoài cái khen ra thì chúng ta phải biết thưởng. Và chúng ta cũng phải biết tạo cái sự thăng tiến, a promotion. Chúng ta phải có cái lộ trình để thăng tiến cho nhân viên, phải đào tạo, phải huấn luyện làm sao để có cái lộ trình thăng tiến cho nhân viên. Đó là bốn cái chữ B đầu tiên. Tuy nhiên rằng là không phải lúc nào cũng chúng ta sử dụng tất cả những cái đó thì sẽ có nhân sự tốt. Chúng ta phải để giữ gìn, để gọi là duy trì cái quy trình, quy định, cái tính chất gọi là nó có tính gọi là hệ thống của doanh nghiệp, của nhà hàng, thì bắt buộc chúng ta đôi khi phải có kỷ luật nhân viên. Chữ B cuối cùng là punish, là kỷ luật nhân viên. Thông qua cái việc kỷ luật thì chúng ta cũng biết rồi, khi nào chúng ta xác định kỷ luật, chúng ta xác định biết kỷ luật là gì. Kỷ luật không phải là để đuổi việc, mà kỷ luật là để cái quá trình kiểm điểm, kiểm tra, điểm lại, kiểm chứng lại, kiểm điểm lại những cái hoạt động của nhân viên mình, những cái nào đạt được thì chúng ta đánh giá là đạt được, thì để thực hiện việc khen thưởng. Cái nào chưa được thì chúng ta phải chỉ ra cái chưa được, và quan trọng là chúng ta chỉ ra được cái chưa được đó để cho nhân viên mình họ nhận ra lý do tại sao chưa được, để họ có thể sửa sai và họ có thể thực hiện tốt hơn, cũng cuối cùng nhằm đạt được cái mục tiêu của tổ chức. Chứ không phải kỷ luật là chúng ta cứ đuổi việc. Đuổi việc nó là một cái hình thức, một cái hình thức để xử lý kỷ luật, chứ nó không phải là kỷ luật là để đuổi việc. Mà mục đích cao nhất của kỷ luật đó chính là chỉ ra cho nhân viên mình cái sai sót, những cái mà chưa đạt được theo tiêu chuẩn mong đợi, để họ có cơ hội sửa sai. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng phải cho cơ hội sửa sai. Vậy khi muốn xử lý kỷ luật thì chúng ta cần phải xác định được rằng là cái việc sai phạm đó của nhân viên nó nằm ở cái trạng thái nào. Chúng ta phải biết đặt ra câu hỏi là cái sai phạm đó của nhân viên nó có phải rằng là do chủ ý hay là do cái khách quan. Do chủ ý là nhân viên đã mong muốn làm sai, biết rồi mà vẫn làm sai. Còn do khách quan là do những cái tác động bên ngoài mà nhân viên nó không có thể kiểm soát được, hoặc là chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn, dẫn tới làm sai. Vậy chúng ta phải đặt ra câu hỏi trước khi chúng ta kỷ luật, chúng ta kiểm điểm và kỷ luật, thì chúng ta cần phải phải xác định được, là đặt ra câu hỏi là cái việc đó nhân viên mình được biết hay chưa, đã được hướng dẫn hay chưa, có yếu tố khách quan tác động tới hay là do chủ đích. Nó sẽ xảy ra hai trường hợp: những cái nào mà nó có chủ đích của nhân viên chắc chắn chúng ta phải tiến hành kỷ luật, còn cái gì mà nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của nhân viên, hoặc là nhân viên chưa được hướng dẫn, chưa được đào tạo, chưa được chỉ dẫn, thì đâu mà chúng ta kỷ luật được. Chúng ta chỉ có nhắc nhở và chúng ta phải đem đào tạo lại. Chúng ta phải đem đi đào tạo. Bằng cách nào thì chúng ta đưa ở cái phần 3.4 đó, là chúng ta huấn luyện nhân viên. Tùy vào những cái sai phạm, những cái sai của nhân viên, chúng ta xác định ra cái sai đó là đến từ cái gì, và chúng ta mới chọn cái phương thức huấn luyện phù hợp, cái phương pháp huấn luyện phù hợp. Còn cái trường hợp thứ hai, nếu như mà những sai phạm đó có chủ đích của nhân viên thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý kỷ luật. Tiến hành xử lý kỷ luật. Và khi tiến hành xử lý kỷ luật thì chúng ta phải vận dụng được cái quy trình xử lý kỷ luật phù hợp. Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta phải xác định, rồi chúng ta phải trao đổi, chúng ta phải làm việc với họ, rồi chúng ta mới phân tích chỉ ra những cái nào sai phạm, rồi chúng ta mới chọn một cái giải pháp xử lý, có một biện pháp xử lý. Biện pháp xử lý đó chính là hình thức xử lý kỷ luật đó. Chúng ta có nhiều cái hình thức, từ thấp đến cao, đó là cảnh cáo, là nhắc nhở, là cảnh cáo bằng văn bản, cảnh cáo bằng thư văn, rồi vân vân và vân vân, rồi thiên chuyển, rồi thậm chí là đuổi việc. Và chúng ta nhớ trong cái giai đoạn này, chúng ta là người giám sát thì chúng ta không phép đuổi việc, mà khi mà nhân viên chúng ta mà họ không phù hợp công việc nữa thì chúng ta chuyển trả họ về phòng nhân sự, cái nơi mà họ tuyển dụng cho chúng ta thì phòng nhân sự sẽ là người bố trí tổ chức lại công việc phù hợp. Cái đó cũng là hình thức đuổi việc đó. Không chấp nhận công việc ở bộ phận của mình không có nghĩa là chúng ta đuổi họ ra khỏi công ty. Chúng ta có quyền đó.
À, chúng ta trả về phòng nhân sự thì phòng nhân sự có những cái bố trí, có những cái giải quyết để cho nó phù hợp với tính pháp lý. Này, đó là những cái nội dung mà thầy tóm tắt lại với cái những cái nội dung cơ bản mà thầy trò chúng ta đã trải qua trong cái thời gian vừa rồi ở cái chương 3, ở cái phần nội dung là quản lý nhân viên. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần kế tiếp, đó là phần xử lý mâu thuẫn. Vậy thì thầy có một câu hỏi đặt ra cho các bạn rằng là theo các bạn thì trong tổ chức đó, trong nhà hàng của các bạn đó, nó thường xuyên có mâu thuẫn hay không, hay là không có? Và cái mâu thuẫn này nè, nếu có thì là những cái mâu thuẫn gì vậy, cái nguyên nhân nào nó dẫn tới cái mâu thuẫn đó? Thầy có hai câu hỏi hai các bạn ha. Về vấn đề mâu thuẫn đó, thì các bạn cho thầy hỏi rằng là theo như các bạn đó, ở đây thì chắc các bạn cũng đã có một số bạn cũng đã tham gia đi làm part time rồi ha, tham gia đi làm thời vụ ở cái nhà hàng rồi, các cái đơn vị làm việc rồi, thì cho thầy hỏi rằng là theo các bạn thì trong một cái tổ chức á, nó có mâu thuẫn hay không? Tổ chức ở đây là ví dụ như là một cái nhà hàng là một cái tổ chức ha, một cái công ty là một cái tổ chức. Rồi, ngoài xã hội thì chắc chắn có mâu thuẫn rồi. Rồi, trong một cái công ty mà cụ thể đây chúng ta nói trong một nhà hàng thì chúng ta xác định cho thầy là có mâu thuẫn hay không, và thông thường theo các bạn thì các cái mâu thuẫn đó, cái nguyên nhân nó dẫn tới là từ đâu? Nguyên nhân nào nó dẫn tới cái việc mâu thuẫn như vậy? Mạnh dạn đi nào các bạn. Thầy mời Hoàng Yến. À, dạ thưa thầy, là theo em là có mâu thuẫn, và nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn là khác biệt về mục tiêu công việc, khác biệt về cá nhân, và hạn chế điều kiện làm việc và các nguồn lực. Dạ hết. Rồi. Có thể nói kỹ hơn cho thầy từng cái một đi ha. À, có mâu thuẫn. Có lúc nào không có mâu thuẫn không Hoàng Yến? Có lúc nào không có mâu thuẫn không các bạn? Hoàng Yến. Dạ thưa thầy là không. Không có nghĩa là luôn luôn xác định là luôn luôn có mâu thuẫn đúng không ạ? Dạ, ít lâu lâu có mâu thuẫn, lâu lâu không có mâu thuẫn hả? À, lâu lâu có mâu thuẫn, lâu lâu có mâu thuẫn. Thế tại sao thì trong một cái tổ chức mà cụ thể trong nhà hàng thì luôn luôn có mâu thuẫn? Dạ thưa thầy là về các cá nhân thì nó có suy nghĩ khác nhau. À, các cá nhân có suy nghĩ khác nhau. Rồi, xin cảm ơn Hoàng Yến. Rồi, bây giờ tiếp tục cái chưa xong Hoàng Yến mở mic đi. Dạ. Rồi, theo Hoàng Yến thì là có nhiều cái nguyên nhân nó dẫn tới mâu thuẫn, dẫn tới ha. Bạn xác định là trong một cái nhà hàng, ở đây trong tổ chức mà cụ thể chúng ta nói trong một nhà hàng thì luôn luôn có mâu thuẫn, bởi vì theo bạn đó là các cá nhân này có những cái suy nghĩ khác nhau. Tại sao các cá nhân này, ý của bạn á là bởi vì trong nhà hàng là tập hợp với những con người khác nhau mà đúng không? Chúng ta quay lại cái định nghĩa của giám sát viên đi. Giám sát viên là người quản lý một nhóm người nhất định, trực tiếp làm việc với và thông qua những con người này nhằm hoàn thành mục tiêu mà tổ chức đề ra bằng cách họ phân bổ các nguồn lực cho phép. Đó là cái định nghĩa về cái vai trò của người giám sát. Thì rõ ràng là vì quản lý một nhóm người nhất định thì trong nhà hàng là tập hợp một nhóm người nhất định. Mà nhóm người này là những con người khác nhau, đến từ những cái, thậm chí là các quốc gia khác nhau nếu chúng ta làm trong môi trường quốc tế, đúng không ạ? Các vùng miền khác nhau, có người đến từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam nếu như chúng ta là làm trong phạm vi một lãnh thổ của Việt Nam. Rồi trong cái phạm vi, mặc dù trong phạm vi lãnh thổ đó rồi, những con người đến từ vùng miền khác nhau, các gia đình khác nhau, rồi giới tính khác nhau, có không? Khác nhau về giới tính, có không? Có, vậy cũng là suy nghĩ khác nhau. Khác nhau về trình độ văn hóa, có không? Có. Khác nhau về tuổi tác, khác nhau về nhận thức, về mục đích công việc, đúng không? Hôm trước mình cũng đã phân tích rồi, người ta đi làm vì nhiều lý do khác nhau, có phải không ạ? Có người ta đi làm vì nhiều lý do khác nhau và có nhiều cái mục đích khác nhau, hay nói cách khác là có sự khác biệt về các cá nhân. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà bạn nói. Rồi,
Vậy thì giải thích cho thầy tiếp những cái ý mà mình vừa nói, nhưng mà là khác biệt cá nhân là thầy đã phân tích cho các bạn rồi đấy. Bạn nói ra rằng là thầy nói rằng là gì, mâu thuẫn là luôn luôn tồn tại bởi vì những cái cá nhân này khác nhau. Cái khác nhau là về những cái lý do mà thầy vừa nói đó, là khác biệt về các cá nhân, là khác biệt về cái gì, khác biệt về trình độ, về văn hóa, về giới tính, về yếu tố vùng miền, vân vân, và thậm chí là họ đi làm vì những cái mục tiêu khác nhau. Cho thầy một cái ví dụ về đi làm về nhiều mục tiêu khác nhau mà dẫn tới mâu thuẫn này nè. Dạ thưa thầy, là nghe thầy giảng rồi á, nhớ lại cái bài giảng của thầy xem thì lý do tại sao mà người ta đi làm vì nhiều, có người ta đi làm vì nhiều cái lý do khác nhau chứ không phải là một, đúng không? Dạ thưa thầy, là có một số cá nhân đi làm về để người ta thăng chức, còn một số cá nhân là người ta làm vì tiền lương đó thầy. Ừ, chính xác. Có nghĩa là cái mục tiêu công việc của các cá nhân mình làm khác nhau, cho nên dẫn tới cái hành động công việc khác nhau, mà từ cái việc hành đó, từ mục tiêu khác nhau dẫn tới cái hành động công việc khác nhau, thì đây là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, đúng không? Ví dụ một cái người mà chuyên họ đi làm, họ mong muốn họ họ ở cái vật cái kiếm vật chất thôi, họ chưa suy nghĩ tới cái chuyện là phải học hỏi, phải thăng tiến gì cả, đúng không ạ? Thì họ luôn luôn đi làm mà nghĩ tới vật chất. Vậy thì khi mà ví dụ như yêu cầu tăng ca, tăng kiếp, hay là làm yêu cầu làm bất cứ việc gì thì họ luôn luôn đặt vấn đề nặng về vật chất, đúng không ạ? Nặng về vật chất hơn là một cái người là họ đi làm, họ tìm kiếm sự thăng tiến, họ mong muốn học hỏi, họ nâng cao cái chất lượng bản thân họ lên để sau này họ được một cái thăng tiến, một cái vị trí nào đó đối với công việc. Và dĩ nhiên hai cái ý này khác nhau, mặc dù cũng đều là điều tốt cả, một người làm vật chất, một người là muốn để phát triển sự nghiệp của mình, đều là ý tốt cả. Tuy nhiên rằng là sẽ có đôi khi sẽ có conflict với nhau, sẽ có mâu thuẫn với nhau về cái mục tiêu công việc. Thì anh mà anh đi làm vì cái yếu tố công việc đó, yếu tố phát triển vị trí đó, thì anh luôn luôn mày mò tìm hiểu và được học tập và được giao việc. Nếu mà được giao việc, được học tập, được đào tạo đó, là anh hăng say để anh làm. Nhưng cái người kia thì ngược lại, là phải có vật chất, phải có tiền thì mới làm. Cho nên hai anh này sẽ, nếu mà khi mà làm việc chung thì đôi khi có conflict, đúng không? Anh mà đi làm mà để về học hỏi để được thăng tiến á, anh sẽ nói là làm gì cũng cứ đòi cái gì vật chất không. Còn anh kia cái ủa mày hay quá, ví dụ như mày hay quá, mày làm mày cống hiến để được cái gì, còn bây giờ vật chất là chủ yếu, ví dụ như vậy. Khác biệt về cái sự, về tư tưởng, về cái mục tiêu công việc, đó là sự khác biệt về cá nhân. Rồi thầy giải thích thêm trong cái vấn đề bạn Yến vừa trình bày, thầy giải thích thêm cho các bạn nắm luôn. Vậy thì cái nguyên nhân thứ hai mà theo Yến đó, em liệt kê tiếp đi, nguyên nhân khác biệt cá nhân và thứ hai nó là gì? Dạ thưa thầy, về điều kiện làm việc và các nguồn lực. Điều kiện làm việc và các nguồn lực, cho thầy một cái ví dụ cụ thể xem nè. Một cái ví dụ cụ thể là cái nguyên nhân là do khác biệt về do hạn chế về điều kiện làm việc và các nguồn lực, nó dẫn tới các cá nhân mâu thuẫn. Em chưa suy nghĩ ra được thầy ơi. Tôi suy nghĩ ra mà nêu được cái ý rằng là tốt rồi. Rồi bây giờ một cái ví dụ nha, một cái ví dụ về cái nguyên nhân mà dẫn tới cái điều kiện làm việc và hạn chế nè. Thầy ví dụ chiều nay sếp kêu là nộp báo cáo lúc 5 giờ, đúng không ạ? Nộp báo cáo lúc 5 giờ, hai bạn cùng nộp báo cáo, nhưng mà trong nhà hàng chỉ có một máy tính. Có mâu thuẫn không? Giả sử như bây giờ thầy hỏi là bạn Trần Ngọc Yến Nhi nè, bạn Trần Quý Nhi có 26 nè, 30 nè, với bạn Hoàng Yến nè, hai bạn cùng làm chung một nhà hàng, đúng không ạ? Rồi, nhà hàng chiều nay sếp yêu cầu là phải hoàn thành một cái báo cáo lúc 5 giờ và cả hai bạn đều phải nộp báo cáo lúc 5 giờ cả. Báo cáo gì thì mình chưa nói nha, phải nộp báo cáo, yêu cầu là nộp báo cáo lúc 5 giờ. Tuy nhiên là trong nhà hàng thì chỉ có một cái máy vi tính. Ngày giữa bạn Yến Nhi với bạn Hoàng Yến này có mong muốn là mình nộp báo cáo đúng giờ không? Yến Nhi? Dạ có thầy. Có nghĩa là ai cũng mong muốn nộp báo cáo đúng giờ hết. Mà muốn nộp báo cáo đúng giờ thì phải có điều kiện, phải có máy để làm chứ, đúng không? Vậy thì có một cái máy, một là Hoàng Yến làm, hai là Yến Nhi làm. Vậy thì rõ ràng ở cái ví dụ như vậy thì nó có bị phát sinh mâu thuẫn không? Không phải này là do cá nhân đâu, cũng do công việc đấy chứ, đúng không ạ?
Do mục tiêu là hai bạn đều mong muốn đạt được cái việc là 5 giờ để nộp báo cáo đúng thời hạn cho sếp yêu cầu. Không phải là do cá nhân, không phải là do khác biệt mục tiêu gì cả. Nhưng mà do nhà không đủ cái điều kiện, không có cái máy để đủ cho hai bạn cùng làm một lúc. Giả sử lẽ ra là hai đứa hai cái thì ổn rồi đúng không? Bây giờ có con cái à. Có con cái máy một thôi. Nhà bạn nào cũng mong muốn nó hoàn thành cái mục tiêu tốt nhất là đúng cái thời gian hết. Cho nên bắt buộc là chính vì vậy cũng nó sẽ gây ra những cái mà conflict với nhau. Bạn nào cũng mong muốn hoàn thành tốt được. Đó là một cái ví dụ cơ bản nhất để chúng ta thấy rằng là hạn chế về điều kiện làm việc. Điều kiện làm việc và nguồn lực ấy. Nguồn lực đây là nguồn lực. Nguồn lực đây là chính là trong cái ví dụ vừa rồi, nguồn lực đó là nguồn lực gì đó các bạn? Nguồn lực đó là nguồn lực gì? Chúng ta nhớ lại coi. Chúng ta có bao nhiêu nguồn lực trong 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 doanh nghiệp? Khi chúng ta quản lý thì chúng ta sử dụng nguồn lực. Có bao nhiêu cái nguồn lực? Nhắc lại cho thầy xem nào. Chúng ta quay lại cái định nghĩa của người giám sát viên ha. Giám sát viên là cấp quản lý khởi đầu trong tổ chức. Họ quản lý một nhóm người nhất định. Họ làm việc với và thông qua những con người này nhằm hoàn thành cái mục tiêu mà tổ chức đã đề ra bằng cách họ phân bổ cái nguồn lực cho phép. À, vậy thì anh là giám sát viên, anh muốn phân bổ nguồn lực có nghĩa anh phải biết sử dụng nguồn lực đó một cách hợp lý. Mà anh phải hiểu nguồn lực đó là cái gì. Nguồn lực đó là cái gì vậy? Nó có bao nhiêu nguồn lực? Hỏi lại bài cũ xem nào, có bao nhiêu nguồn lực? Hoàng Yến tiếp tục đi nào. Dạ thưa thầy, là có 4 nguồn lực là con người, cơ sở vật chất, thông tin và tài chính. Rồi. Con người là nhân lực, cơ sở vật chất là vật lực, tài chính là tài lực và nguồn lực cuối cùng là nguồn lực thông tin. Vậy cái ví dụ vừa rồi đó, chúng ta vừa nói rằng là gì? Cái mâu thuẫn nó dẫn tới là do điều kiện làm việc và hạn chế về nguồn lực. Thì cái nguồn lực vừa rồi, như cái ví dụ vừa rồi nó thuộc vào nguồn lực nào? Yến Nhi? Trần Ngọc Yến Nhi, nè 30. Cái nguồn lực, cái ví dụ vừa rồi thì nó rơi vào cái nguồn lực nào? Cái ví dụ mà thầy nói là cái máy tính mà hai bạn làm việc mà có một cái máy tính đó. Dạ thầy là vật lực. Đúng rồi, là cơ sở vật chất là vật lực. Và chúng ta phải, khi chúng ta đọc tài liệu thì chúng ta phải hiểu như vậy ha. Hạn chế về điều kiện làm việc và nguồn lực làm việc. Thì nguồn lực đây chính là hạn chế về con người nè. Thì trong ví dụ vừa rồi đó là thầy đưa ra cơ sở vật chất thôi. Chứ còn hạn chế về nguồn lực nhiều thứ lắm, có thể là hạn chế về con người. Ví dụ như là anh giao cho nhân viên mà một cái tiệc 30 bàn mà anh bố trí người không đủ, anh không xếp đặt người đủ để làm thì nó cũng sẽ gây mâu thuẫn. Không mà phải cá nhân của nhân viên trong nhóm mà là do yếu tố công việc. Bây giờ phục vụ một cái tiệc 30 bàn như vậy mà cho có 10 đứa nhân viên thôi. Làm sao nó làm nổi? Nó làm không kịp. Nó làm không kịp thì chắc chắn là chính vì yếu tố công việc nó dẫn tới cho mấy đứa nó gây mâu thuẫn. Áp lực cho mấy em nó gây mâu thuẫn. Chứ không phải là do cái bản thân của mấy em nó tạo ra mâu thuẫn. Bản thân nhân viên mâu thuẫn. Có thể hạn chế về nguồn lực con người. Có thể hạn chế nguồn lực về cái cơ sở vật chất. Là cái ví dụ vừa rồi. Có thể hạn chế về nguồn lực về tài chính. Anh giao việc mà anh không có giao cái tài chính nó tương thích. Không có tiền thì làm sao người ta làm. Biểu người ta đi thuê xe để vận chuyển công cụ dụng cụ. Nhưng mà ông đưa ra cái mức tài chính phù hợp để cho người ta đi thuê. Và nó bị ảnh hưởng tới công việc. Thì các thành viên trong nhóm cũng sẽ mâu thuẫn. Hoặc thậm chí là thông tin. À, anh giao việc và anh phân chia công việc cho nhóm. Nhưng mà anh cung cấp thông tin không đầy đủ. Nó có hạn chế về nguồn lực thông tin. Ở đây người ta nói chung đó là hạn chế về điều kiện làm việc và nguồn lực. Chúng ta phải hiểu rằng là bất cứ nguồn lực nào. Nha. Có thể là con người, có thể là cơ sở vật chất, có thể là tài chính, có thể là thông tin. Nó hạn chế như vậy thì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vậy khi chúng ta hiểu như vậy rồi, khi chúng ta là một người giám sát, chúng ta muốn hạn chế mâu thuẫn ở cái nguyên nhân này, thì bản thân chúng ta phải phải xem lại điều kiện làm việc, đúng không ạ? Xem lại điều kiện làm việc và cung cấp đầy đủ nguồn lực cho nhân viên của mình. Thì nó sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì mâu thuẫn này không phải đến từ cá nhân. Có phải không ạ? À, là cách chúng ta giải quyết mâu thuẫn. Rồi. Cái nguyên nhân thứ ba, theo bạn Hoàng Yến thì bạn nói với thầy đây là ngoài cái yếu tố khác biệt cá nhân rồi, rồi ngoài cái hạn chế nguồn lực rồi. Còn cái mâu thuẫn nào, nguyên nhân nào nữa?
Hoàng Yến ơi. Dạ thưa thầy, là khác biệt về mục tiêu công việc. Khác biệt mục tiêu công việc nãy mình phân tích rồi, đúng không ạ? Mình phân tích rồi. À, một người làm việc về vật chất, một người làm việc về cái việc mà chúng ta cũng phát triển, thì nó sẽ ảnh hưởng với nhau. Và thứ tư theo bạn Hoàng Yến là gì? Dạ thưa thầy, là sự nhập nhằn về vai trò của trong nhóm. À, sự nhập nhằn về vai trò trong nhóm. Bạn nào có thể giải thích cho thầy biết được cái nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn là sự nhập nhằn đó? À, bạn phát biểu là sự nhập nhằn của vai trò trong nhóm có nghĩa là gì? Tại sao trong nhóm mà có sự nhập nhằn về vai trò? Và cho thầy một cái ví dụ nha, các bạn phải suy nghĩ cho thầy một cái ví dụ là thể hiện cho cái việc là sự nhập nhằn của vai trò trong nhóm này là nó dẫn tới nguyên nhân tới mâu thuẫn này. Chúng ta tập đọc tài liệu á, thầy hướng dẫn cho chúng ta đọc tài liệu xong chúng ta phải liên tưởng ngay. À, tài liệu người ta rút ra cái kết luận như vậy, cái câu chốt của cái trong tài liệu nó là như thế. Vậy thì chúng ta liên tưởng ngay trong nhà hàng, cái đó là cái gì vậy? À, ví dụ như người ta nói là sự nhập nhằn của vai trò trong nhóm, thì nhập nhằn vai trong nhóm nó là cái gì vậy mà nhập nhằn vai trò? Mình liên tưởng lại cái việc của mình đang làm. Này, bây giờ Khoan nói tới chuyện trong nhà hàng, thầy nói giả sử như bây giờ thầy giao một bài tập nhóm. Giao bài tập nhóm cho một nhóm 4 bạn. Đúng không ạ? Giao nhóm 4 bạn. Thì đầu tiên các bạn làm gì ạ? Các bạn mô tả cho thầy coi, nếu mà khi các bạn nhận được một cái thông tin rằng là giờ bây giờ thầy giao một cái bài tập nhóm nào đó cho 4 bạn cùng làm, thì các bạn làm cái gì? Các bạn họp lại với nhau, đúng không ạ? Đầu tiên là họp lại với nhau. Họp lại với nhau. Rồi phân tích cái bài tập của thầy cho. À, thầy mô tả các bước các bạn làm đó. Họp lại với nhau, hẹn ngày họp, rồi gặp gỡ, rồi phân tích cái bài tập, cái đề bài thầy cho. Rồi viết ra cái sườn để làm bài tập đó. Nó thống nhất chung về cái cấu trúc của cái sườn để giải lý xử lý bài tập đó. Ví dụ như bài tập đó nó chia ra làm 4 cái nội dung, thì mỗi đứa phải thực hiện một nội dung, đúng không ạ? Có nghĩa là có phân chia công việc và vai trò của mỗi người hoàn thành một nội dung. Và trong đó là sẽ có người đứng ra là người lãnh đạo nhóm đó. Rồi tạm gọi cái nhóm là nhóm làm bài tập chung, hoàn thành cái bài tập, là mục tiêu công việc là hoàn thành bài tập thầy giao đúng tiến độ. Vậy thì sẽ có người đứng ra phân chia công việc cho các thành viên. Rồi, mà bây giờ đó thì có nghĩa rằng là mỗi người, nếu đúng ra là mỗi người một nội dung, nhưng mà phân chia kiểu gì không biết, thì có hai người cùng làm một nội dung và có một nội dung không người nào làm cả. Và dĩ nhiên cuối cùng là cái kết quả mục tiêu là cái bài tập đó không hoàn thành, có phải không ạ? Ví dụ như nội dung số 1 thì có giao tới 2 bạn làm, nội dung số 2 1 bạn làm, nội dung số 3 là 1 bạn làm, nhưng nội dung số 4 không ai làm hết. Có nghĩa rằng là gì? Có một nội dung công việc nào đó mà có đến 2 đến 3 người cùng làm thì nó là nhập nhằn vai trò. Đó là cái việc mà chúng ta đi học. Vậy khi chúng ta trong nhà hàng thì đôi khi chúng ta giao việc cho nhân viên đó không nhớ. Đôi khi chúng ta giao việc, giao cái khoản, cái công việc này cho người A rồi, nhưng đến lúc nào đó chúng ta lại giao cái công việc đó cho người B nữa, thì người A họ cũng cảm thấy rất là khó chịu. À, tôi đang làm cái việc này mà tại sao lại có người khác vào cùng làm với tôi như thế, mà không có được thông báo trước từ người giám sát, thì họ cũng cảm thấy khó chịu chứ, phải không ạ? À, tôi đang thực hiện công việc mà chưa đến được kết quả cuối cùng, vậy tại sao người khác, người B vô làm? Và người B cũng cảm thấy khó chịu là tại sao cái việc A này có người làm rồi mà bây giờ lại giao tiếp cho tôi. Đấy, cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng là đó là cái sự nhập nhằn về cái vai trò thôi. Không có phân chia công việc một cách rạch ròi rõ ràng. Mà cái lỗi này không phải là của nhân viên. À, cái nguyên nhân này dẫn tới không phải của nhân viên, mà cái cấp người giám sát, người quản lý. Anh không rạch ròi. Anh hay nói cái khác là trong cái vòng tròn số 1 đấy, cái vòng tròn task ấy, cái vòng tròn trách nhiệm đó, không có phân chia rõ trách nhiệm, cái phạm vi công việc, trách nhiệm công việc và quyền hạn để xử lý công việc, cho nên nó dẫn tới cái conflict với nhau trong công việc. Đấy. Thì đó là những cái mà cơ bản nhất về cái việc chúng ta xử lý mâu thuẫn. Vậy đầu tiên chúng ta, thầy cảm ơn bạn Hoàng Yến nha, cô Nhàn giúp giùm thầy gửi là Hoàng Yến 8 điểm. Cảm ơn Hoàng Yến nha, cô Nhàn nốt lại giùm thầy nha. Dạ vâng ạ.
Yến ơi, sao mới cảm ơn thầy con? Dạ em cảm ơn thầy. Đây. Vậy chúng ta thấy là chúng ta phân tích một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng là cái mâu thuẫn đó khẳng định luôn, mâu thuẫn nó là đương nhiên, nó luôn luôn là hiển hiện đương nhiên. Tại sao đương nhiên? Là chúng ta nói rồi đó. Bởi vì sao? Trong một tập thể, cụ thể trong nhà hàng, trong một tập thể là tập hợp những con người khác nhau, mà nó khác nhau thì chắc chắn nó sẽ có mâu thuẫn. Nó khác nhau về mục tiêu công việc, khác nhau về tính cách, khác nhau về trình độ, khác nhau về vân vân, nó khác nhau. Cho nên nó đương nhiên. Chúng ta đừng bao giờ kỳ vọng là không bao giờ có mâu thuẫn. Trong gia đình chúng ta có mâu thuẫn không? Xã dạ, hội có. Thì xã hội thì lớn rồi, chắc chắn rồi, mâu thuẫn thì chắc chắn rồi. Xã hội thì quá rộng, quá lớn rồi, cho nên là nó mâu thuẫn. Để trong gia đình cũng có mâu thuẫn, các anh chị em với nhau cũng có mâu thuẫn. Dĩ nhiên nó không thường xuyên nhưng có những lúc là mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Ví dụ như bây giờ liệt kê trong gia đình có những cái trạng thái nào mà mâu thuẫn mà. Hồi nhỏ là giành đồ chơi với nhau mâu thuẫn không? Nhà có hai chị em giành đồ chơi với nhau mâu thuẫn. Nhà có hai đứa con gái mà xem tuổi nhau ha. Mâu thuẫn đó đến từ đâu? Là do nếu giả sử như là ở nhà mà hai đứa mỗi đứa đều có con cái giống nhau thì chắc chắn không bao giờ sử dụng mâu thuẫn hết, đứa nào của đứa nào đó xài. Thấy không? Nhưng mà hai đứa mà xài chung cái mâu thuẫn đó. Đứa nào muốn xài mâu thuẫn hết. Cái đó là yếu tố của cá nhân, thấy không? Rồi đứa thích bánh, đứa thích kẹo, đứa thích cái này, đứa thích cái kia. Chị em chứ cho đâu đâu phải là tính cách giống nhau. Rồi thậm chí đến từ đâu? Từ bố mẹ nữa. Phải không? Bố mẹ thương em quá, thương em hơn mình. Rồi cái mình cũng cảm thấy mà mình tủi thân. Đó là cái không phải là do hai bản thân, phải là do hai đứa con mà do bố mẹ. Như vậy thì nếu chúng ta chuyển cái đó sang trong tổ chức thì rõ ràng cái việc mà cái mà thầy vừa nói không minh bạch, không công bằng đó, chúng ta thấy là chúng ta hay nói là ở bố mẹ không công bằng, bố mẹ thương em hơn con, bố mẹ thương chị hơn con, ABCD, chúng ta có nói câu nói đó, chính là cái câu việc mà chúng ta thấy là không có sự công bằng. Thì trong trong nhà hàng cũng vậy, người quản lý, nếu chúng ta dĩ nhiên cái sự so sánh này nó khập khiễng nha. Nếu chúng ta xem cái vai trò là cha mẹ trong gia đình thì trong tổ chức thì người đứng đầu đó chính là người quản lý. Mà người quản lý không công bằng, không minh bạch, nó cũng sẽ dẫn tới gì? Mâu thuẫn. Nhân viên cũng mâu thuẫn ngay. Bản thân nhân viên đâu phải tự kích động mâu thuẫn, mà do cái người lãnh đạo, người quản lý, người giám sát trực tiếp. Trên đó là lý do tại sao mà quay lại cái nội dung của chương 1, chúng ta có nói về cái yêu cầu điều kiện cần và đủ của người giám sát viên đó. Bạn nào có nhớ về cái yêu cầu điều kiện cần và đủ người giám sát viên mà hãy nhắc các bạn rồi không? À, để làm được người giám sát thì chúng ta phải yêu cầu có hai cái điều kiện, đó là điều kiện cần và điều kiện đủ. Ai nhắc lại với ông thầy à? Điều kiện cần đó là gì? À, chúng ta vừa học, chúng ta vừa ôm lại cái cũ luôn để chúng ta nhớ bài và chúng ta hệ thống. Trong chương 1 đấy, chúng ta có tìm hiểu về cái nội dung là cái để làm một người giám sát viên đó, cái điều kiện làm sao để trở thành một giám sát viên tốt. Chúng ta có điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần nó là cái gì? À, thì mày như ý. Dạ thưa thầy, là kỹ năng công việc, mối quan hệ con người với lại kỹ năng tư duy. Kỹ năng công việc, mối quan hệ giữa con người với con người và kỹ năng tư duy. Rồi, cảm ơn. Rồi, điều kiện đủ là gì? Đó mới là một vế thôi, đó là mới điều kiện để bắt buộc phải có thôi. Điều kiện bắt buộc phải có để làm giám sát, đó là phải cần có kỹ năng về tư duy, conceptual skill, kỹ năng về thiết lập mối quan hệ giữa con người với con người, là relationship skill. Và cái kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng về kỹ thuật công việc, là technical skill. Thì tại sao nó có ba kỹ năng này thì thầy đã phân tích rồi. Bây giờ chúng ta chỉ liệt kê lại, chúng ta nhớ thôi. Nhưng đó là điều kiện cần, là buộc phải có. Vậy cái điều kiện đủ là cái điều kiện mà nên phải có.
Đó là cái gì? Mà nó liên quan tới việc mà thầy vừa nói đó. Như ý ơi, nhớ không con? Dạ thưa thầy, là khả năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, lòng trung thành, khả năng thích ứng, có trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, tháo vát và tuân thủ các chỉ đạo của cấp trên, kiên định. Rồi, cảm ơn, nhưng mà không có cái yếu tố là phải minh bạch công bằng. Cái đó là trong tài liệu viết đó. Nhưng mà thầy khi thầy giảng, thầy nói rất rõ là bổ sung thêm cho thầy cái yếu tố minh bạch và công bằng. Bởi vì nếu như trong tổ chức mà không minh bạch công bằng thì khả năng dẫn tới mâu thuẫn rất cao. Nhất là không công bằng, nên thầy nói dẫn tới mâu thuẫn rất cao. À, ngoài các yếu tố mà bạn ý vừa liệt kê ra đó, thì bổ sung thêm cho thầy đó là cái yếu tố minh bạch và công bằng ở vai trò của người giám sát. Phải cần cái đó, phải cần sự công bằng. À, thì chúng ta thấy rằng là những cái mâu thuẫn là đương nhiên, hiển nhiên. Rồi hỏi tiếp tục các bạn nè, các bạn trong bản thân các bạn nè, trong bản thân các bạn, trong nội hàm bản thân mình thôi, một cá thể mình thì có mâu thuẫn không? Trong bản thân các bạn có mâu thuẫn không ạ? Dạ có. À có, đúng không? Chúng ta có sự lựa chọn cái này hay cái kia, chúng ta có sự đấu tranh, đấu tranh nên cái này hay nên cái kia. Sáng nay có giờ học của thầy, rồi đấu tranh tư tưởng, thôi ngủ nướng một chút xíu nữa, có nên dậy sớm để học hay không, rồi có nên học hay không, hay cố gắng tìm ra một cái lý do nào đó để xin thầy là hôm nay xin thầy cô quản lý lớp là chúng ta được nghỉ bởi chúng ta không muốn học. Chúng ta đang đấu tranh trong đầu chúng ta, nói là đấu tranh nhưng mà thật ra là có sự là cân nhắc xem hay nên hay không nên, làm hay không làm, cái này hay cái kia. Bản thân trong mỗi chúng ta cũng có cái sự mâu thuẫn, cũng có sự đấu tranh nội tại trong cơ thể của mình, trong trong cái mỗi cái cá nhân của mình. Và mình là một cái thể thống nhất, là mình ấy, là một người duy nhất cũng đã có sự mâu thuẫn rồi. Huống hồ gì trong tổ chức, trong nhà hàng, nó đến từ tập hợp những con người khác nhau thì điều mâu thuẫn là điều hiển nhiên. Thầy muốn dẫn dắt để chúng ta thấy rằng là gì? Phải nhớ mâu thuẫn nó là điều hiển nhiên. Chúng ta không bao giờ đòi hỏi rằng là không có mâu thuẫn hết. Có sự khác biệt, có sự đấu tranh là có mâu thuẫn, có sự chọn lựa là có mâu thuẫn. Nhưng mà vấn đề là không phải là mâu thuẫn nào nó cũng xấu, phải không ạ? Mâu thuẫn nào nó cũng không phải cái nào nó cũng xấu, cứ phải cứ nói mâu thuẫn là nó xấu đó. Vậy bạn nào có thể cho thầy biết là tại sao là mâu thuẫn nó, người ta nói rằng là mâu thuẫn nếu biết xử lý thì nó có lợi, nó tốt, còn nếu không biết xử lý thì nó sẽ trở thành xấu. Vậy có nghĩa là mâu thuẫn nó có tốt có xấu, đúng không ạ? Mâu thuẫn chúng ta khẳng định là mâu thuẫn nó là hiển nhiên, nó là đương nhiên và nó có tốt có xấu. Vậy khi nào mâu thuẫn là tốt? Khi được kiểm soát. Vậy khi nào mâu thuẫn là xấu? Khi không kiểm soát được. Rồi quay lại cái ví dụ mà thầy nói trong bản thân các bạn. Khi các bạn có sự đấu tranh giữa cái này cái kia mà các bạn chọn ra cái tốt, ví dụ như là bây giờ nghỉ hay không nghỉ, học hay không học, và bạn đấu tranh và bạn giải quyết được cái là thôi quyết định học, đó là cái hướng tốt bạn chọn, thế là phát triển chứ. Sau khi bạn mâu thuẫn trong bản thân nội tại bạn rồi, bạn đấu tranh trong trong nội tại mình rồi, và mình chọn cái hướng đi là thôi bây giờ thôi ráng để tham gia vào lớp học, mặc dù hôm nay nó hơi mệt một chút, ráng tham gia vào học. Sau khi có cân đo đong đếm rồi thì chúng ta quyết định học, đó là cái quyết định mà chúng ta phát triển. Hay là cái khác đó tính xây dựng thì nó là điều tốt. Nhưng một bạn khác là ta không vượt qua được cái chuyện đó, thôi bây giờ thôi mệt quá, tối hôm qua đã lỡ xem đá banh, đã lỡ xem cái bộ phim nào đó ABCD nữa, mệt quá cho nên là không thể nào chạy nổi, cho nên là phải lười, phải tìm cách đưa ra một cái lý do là thôi không tham gia vào lớp học. Cũng có đấu tranh, cũng mới đầu là cũng có mong muốn học lắm đó, nhưng mà mệt cũng tham gia và quyết định là ngủ, nghỉ. Thì cái đó là hướng hướng xấu rồi. Hướng không phải là hướng tích cực thì nó trở nên là xấu. Vậy thì trong tổ chức đó, trong tổ chức cái mâu thuẫn nó là hiển nhiên, nếu chúng ta kiểm soát nó được, nó chưa trở thành xung đột
thì nó là điều tốt. Hay nói cách khác, cái mâu thuẫn mà nó mang tính phản biện, mang tính phản biện có tính xây dựng đó, khi anh không đồng thuận với một cái người khác về một cái vấn đề nào đó, à, bởi vì khi người khác đưa ra một cái ý tưởng, một cái cách để giải quyết vấn đề, chưa chắc mình đã đồng thuận với họ. Thì cái việc mình không đồng thuận với ý kiến của người khác, đó là mâu thuẫn đấy. Nhưng mà cái đã là mình mâu thuẫn với ý người khác, đó là mình ngược lại với ý người khác, đó là mâu thuẫn. Hiểu mâu thuẫn đơn giản như thế, là nó không có đồng thuận với người khác chính là mâu thuẫn. Nhưng mà mâu thuẫn này ở góc độ là xây dựng hay là phá hủy? À, nếu như mà phản biện là khác biệt ý kiến, khác biệt về nhìn nhận vấn đề, mà những sự đóng góp này mang tính xây dựng, thì mâu thuẫn đó lại là mâu thuẫn tốt. Mâu thuẫn tốt. Mục đích để làm cái gì? Để làm cho đồng đội của mình, làm cho những thành viên trong nhóm của mình nhìn nhận ra vấn đề. Và dĩ nhiên trên tinh thần xây dựng, góp ý để đạt được cái mục tiêu, gọi là đạt được cái phương pháp xử lý cái vấn đề đó tốt nhất, hiệu quả nhất cho nhóm, để đạt được cái mục tiêu cuối cùng là đạt được cái mục tiêu của nhóm. Thì cái đó là mâu thuẫn tốt. Nhưng ngược lại, cái mâu thuẫn mà gọi là làm cho cái tình huống nó xấu đi, tình huống nó xấu đi, hay nói cách khác là gọi là phản pháo nhau, khích bác nhau, nó dẫn tới có khả năng và có thể nó dẫn tới sự xung đột, thì cái đó nó là một cái điều nguy hiểm. Cái đó là nguy hiểm. Thì cái mâu thuẫn đó là không tốt. Cho nên nó tốt hay nó không tốt tùy thuộc vào cách chúng ta kiểm soát nó và dẫn dắt nó đi theo cái hướng như thế nào. Đi theo cái hướng nào thì nó sẽ là tốt hay không tốt. Thầy xin lỗi các bạn, thầy dừng một chút, thầy có một cái điện thoại gấp. Rồi. Thì chúng ta hiểu thế, đơn giản thế này là mâu thuẫn nó là tồn tại hiển nhiên, nó là một điều đương nhiên, nó luôn luôn tồn tại trong tổ chức của mình, trong nhà hàng của mình. À, và nó là có mặt tốt và không tốt. À, nó tốt hay không tốt, nó tùy thuộc vào cách chúng ta kiểm soát và dẫn dắt nó. Bởi vì đơn giản mâu thuẫn nó chỉ là sự khác biệt về nhìn nhận một vấn đề nào đó thôi. Thầy nói một cái đơn giản thế này, ví dụ như là chúng ta cầm một cái chai nước suối ha, một cái chai nước khoáng đấy, Lavi, không đâu phải là toàn bộ trên cái chai đó đều có chữ Lavi, là cái chữ Lavi nó chỉ có một mặt thôi, mặt kia nó sẽ là không có, nó sẽ là chữ khác hoặc là đôi khi là trắng. Vậy thì khi mà hai người đứng đối diện với nhau, mâu thuẫn là đối diện với nhau. Một bạn A nói rằng là đây là chai nước suối Lavi. Chai Lavi, bởi vì bạn thấy cái chữ Lavi trên cái chai rõ ràng, nó đây là chai Lavi. Bạn B do đứng ngược lại, không thấy cái chữ Lavi, mà cái mặt đối diện bạn nhìn lại đó là một cái dòng chữ khác. Dòng chữ khác đây á, dĩ nhiên là những cái hướng dẫn, những cái ngày sản xuất vân vân, hoặc là thậm chí là trắng. Bạn nói không, tôi đâu có thấy chai này là chai Lavi, mà tại sao bạn nói là chai Lavi? Đó chính là mâu thuẫn này đấy. Bởi vì người chúng ta đứng từ phía bên này, chúng ta nhìn sang, chúng ta đang cầm cái chai Lavi, chúng ta đứng bên này, chúng ta nhìn sang, chúng ta thấy ở cái chữ Lavi và chúng ta khẳng định đây là chai Lavi, chai nước suối Lavi rõ ràng. Các bạn bên kia nhìn ngược lại sẽ không thấy, không nói anh đâu, tôi đâu có thấy Lavi đâu, không phải chai Lavi. Và nếu như chúng ta kiểm soát cái này không khéo thì nó dẫn tới xung đột.
cự cãi á, ai cũng bảo vệ quan điểm vậy các bạn. Cái bạn mà không không thấy chữ Lavi nói không phải cha Lavi sai đúng các bạn? Các bạn cho thầy hỏi, nếu như cái bạn A, thầy một cái ví dụ thầy đưa ra nhé, nếu mà bạn A nhìn cái mặt bên này, nhìn thấy chữ chữ Lavi trên chai Lavi, bạn khẳng định ở đây là chai Lavi, đây là chai nước khoáng, nước suối Lavi. Cái bạn B, bạn đứng bên ngược ngược lại, bạn không thấy cái chai đó, không, bạn thấy cái chai mà bạn không thấy cái chữ Lavi, bởi vì cái mặt bạn nhìn vô nó là cái mặt trắng, không có chữ gì hết. Bạn nói không, Lavi đâu mà Lavi, tôi thấy nó trắng có chữ Lavi đâu. Vậy thì ai sai đúng trong trường hợp này theo các bạn? Thì nếu kiểm soát không tốt thì mâu thuẫn không? Trong trường hợp này có bạn nào sai không? Dạ không ạ. Đúng, ai cũng đúng hết á, bạn nào cũng đúng hết trơn á. Bởi vì sao? Họ thấy vậy thì họ nói vậy thôi. Cái bạn mày nói rằng là đây là chai Lavi, dĩ nhiên bạn đúng rồi, bởi vì bạn thấy rõ ràng hiển hiện là chữ Lavi trên chai Lavi, bạn đúng rồi. Nhưng bạn chưa thuyết phục được người ta, bởi vì cái người đối diện ta nhìn vô tôi có thấy chữ Lavi đâu, bạn biểu tôi tin đó là chai Lavi, sao tôi tin bạn được? Cái bạn nói không phải là chai Lavi, mặc dù bạn chưa thấy chữ Lavi, nó không phải, tôi không thấy chữ Lavi gì trơn, tôi không tin đó là Lavi. Bạn này cũng không sai luôn, bởi vì người ta nhìn cái diện phía này. Vậy thì nhiệm vụ trong này xử lý là sao? Vậy thì cái người thấy chai Lavi không phải, đây nè, tôi nói tại sao chai Lavi. Tôi hiểu bạn rồi, và do bạn nhìn cái chiều ngược lại, bạn không thấy cho nên bạn có thể phản ứng với tôi như vậy. À, cho nên là đây cái chai Lavi, tại sao tôi nói Lavi, quay cái mặt chai nó lại cho người ta thấy. À đây, tôi nói là chai Lavi bởi vì để nó mặc Lavi. Thì lúc đó thuyết phục được người khác rồi, là sẽ trở thành đồng thuận thôi. Nhưng mà nếu như mà xử lý một cách dở hơn, cái bạn cầm cái chai Lavi mà mình biết cái chai Lavi nó cái chữ Lavi ở trước mặt mình, bạn A đấy, bạn lúc đó là sẽ, bởi vì mình nghĩ rằng là mình đúng mà, mình nghĩ là mình đúng mà, cho nên là chuyện gì xảy ra không, tại sao bạn kỳ vậy, nó là chai Lavi mà không giải thích cho người ta biết, không đưa ra cái minh chứng cho thấy người ta tin mình, mà lúc đó mình luôn luôn mình nghĩ là mình đúng rồi, mình luôn luôn giữ cái thế đúng rồi, thì điều đó nguy hiểm và khả năng dẫn tới xung đột đó. Ban đầu nó là chỉ cái mâu thuẫn về cái sự khác biệt về sự nhìn nhận vấn đề thôi, nhưng nếu như kiểm soát không tốt nó sẽ trở thành mâu thuẫn, nó trở thành xung đột, nó trở thành nguy hiểm. À, các bạn hiểu cái ý chỗ này, thầy phân tích, các bạn hình dung chưa? Đôi khi nó là sự khác biệt một chút xíu thôi, nhưng nếu như không biết kiểm soát và không biết dẫn dắt để xử lý nó thì nó trở thành rất nguy hiểm, nó trở thành xung đột. Và mâu thuẫn nó chỉ xấu khi nó trở thành xung đột. Còn nếu như mâu thuẫn mà được phát hiện, được kiểm soát và được xử lý tốt thì nó trở thành một cái sự phản biện, một sự đóng góp xây dựng, và đó là tiền đề cho phát triển, tiền đề cho sự phát triển. À, chúng ta hình dung này, chứ không phải mâu thuẫn luôn luôn xấu nha. À, ở đây các bạn nhắc nhớ giùm thầy là mâu thuẫn luôn tồn tại hiển nhiên. Lý do tại sao hiển nhiên chúng ta đã phân tích rồi, và nó có tính hai mặt, nó là tốt là xấu, có khi là tốt hay là xấu. Tại sao tốt, tại sao xấu? Bởi vì mâu thuẫn đôi khi đơn giản nó chỉ sự khác biệt về cái sự nhìn nhận để xử lý một vấn đề nào đó thôi. Vậy vậy nó tốt khi mà chúng ta có giải thích, có hướng dẫn nha, và có tính xây dựng với cái người mà họ phản biện ngược lại với mình, để họ cùng hiểu, họ cùng đồng thuận với mình, thì lúc đó nó có mang tính xây dựng, và đó là phát triển. Để mọi người cùng hiểu thì nó sẽ phát triển thôi, và người cùng đồng thuận thì cùng cái suy nghĩ chung thì nó phát triển thôi. Và ngược lại, nếu cái mâu thuẫn đó không được kiểm soát, không được giải quyết, và nó dẫn tới để tới xung đột, thì điều đó là điều nguy hiểm. Cho nên cái tính hai mặt của mâu thuẫn nó là như vậy. Rồi, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn thì nãy bạn Hoàng Yến có liệt kê bốn cái nguyên nhân. Tuy nhiên cái đó nó cũng chưa đầy đủ, thật ra nguyên nhân nó dẫn tới nhiều lắm, nó nhiều tới nhiều thứ. Anh thầy liệt kê trên bảng các bạn là nó có rất nhiều cái biểu hiện của cái mâu thuẫn, là khác biệt mục tiêu, khác biệt cá nhân, hạn chế điều kiện làm việc, nguồn lực, rồi sự nhập nhằng vai trò, rồi mối quan hệ trong công việc, rồi vấn đề giao tiếp nữa. Đôi khi nói, cái cách nói của người giám sát với người nhân viên, giữa người hai người nhân viên với nhau, chẳng có vấn đề gì đâu, ngay cái cách nói cũng đã thấy ghét rồi. Đôi khi cũng dẫn tới mâu thuẫn, không đâu. Rồi cuối cùng là vấn đề của doanh nghiệp và tổ chức. Đây là nhiều cái nguyên nhân, tuy nhiên chúng ta nhớ với ông thầy gom vào hai cái nguyên nhân chính thôi. Hai cái nhóm nguyên nhân chính
Đó là cái nhóm thứ nhất, đó là nguyên nhân dẫn tới là do cá nhân. Do cá nhân. Cá nhân của các thành viên trong nhóm. Sự khác biệt của cá nhân. Và nguyên nhân nhóm, nguyên nhân thứ hai, đó là của tổ chức. Của tổ chức. Tổ chức ở đây là cụ thể, đây là nhà hàng chúng ta đó. Vấn đề đến từ cá nhân là nguyên nhân thứ nhất. Vấn đề đến từ, vấn đề thứ hai, đó là vấn đề đến từ nhà hàng, từ tổ chức, từ nhà hàng. Nó có hai cái nhóm nguyên nhân chính đó thôi. Vậy cái nguyên nhân đến từ cá nhân, chúng ta thấy là trên tất cả các nguyên nhân này, chúng ta nhóm liệt kê những cái nguyên nhân nào rơi vào cái nhóm cá nhân nào. Khác biệt về mục tiêu công việc có phải là nguyên nhân cá nhân không? Các bạn, chúng ta đi giải quyết từng, chúng ta nhận định từng cái một ở trên trên bảng này. Để khác biệt về mục tiêu công việc có phải là do nguyên nhân cá nhân không? Các bạn. Dạ đúng ạ. Cái này nó là do cá nhân và do tổ chức luôn ạ. Cái này nó có tính, nó có nằm ở hai cái nhóm luôn. Nguyên nhân này hai nhóm luôn. Khác biệt mục tiêu công việc này ở tính cá nhân có nghĩa là nhận thức của mỗi cá nhân về công việc khác nhau và mục tiêu công việc của các cá nhân nó làm việc khác nhau. Còn nó nằm ở cái nhóm là do tổ chức, là do vai trò của người người quản lý, người giám sát trực tiếp không nêu rõ mục tiêu công việc của nhóm cần hướng tới. Này không phải lỗi của nhân viên. Cho nên nó ở hai dạng. Nó thuộc về cái nguyên nhân ở cá nhân và nguyên nhân ở nhóm nguyên nhân của tổ chức. Cá nhân là do bản thân của người nhân viên đó, của cá nhân đó, họ nhận thức về mục tiêu công việc, họ xác định cái mục tiêu công việc họ khác. Nguyên nhân thứ hai, cái nhóm thứ hai, nó ở cái nhóm thứ hai bởi lẽ rằng là cái người quản lý, người lãnh đạo nhóm, người giám sát trực tiếp không làm rõ cái mục tiêu công việc này cho các thành viên trong nhóm, cho nên dẫn tới sự khác biệt. Này, cái nội dung thứ hai là cái khác biệt về cá nhân, thì rõ ràng cái này nó nằm ở cái nhóm nào? Nhóm nào các bạn? Nhóm nào ạ? Hay là nhóm? Nhóm nào? Khác biệt cá nhân thì nằm ở nhóm nào? Nhóm nguyên nhân nào? Dình em. Dạ là nguyên nhân cá nhân. À, là nguyên nhân cá nhân, là như thầy vừa phân tích ra nãy đó, là khác biệt về trình độ văn hóa, về giới tính, về vùng miền, khác biệt về ngôn ngữ, vân vân và vân vân. Cái này là tính cá nhân. Rồi. Cái thứ ba, hạn chế về điều kiện làm việc và các nguồn lực, thì là cái nguyên nhân này là đến từ nhóm nào? Tổ chức. Đúng rồi, là của tổ chức. Bởi vì điều kiện làm việc và các nguồn lực đâu phải nhân viên họ muốn đâu, họ muốn có đầy đủ để họ làm việc, nhưng mà bởi vì do tổ chức, do cái nguồn lực được tổ chức cung cấp nó không đầy đủ, nó dẫn tới là họ không thể hoàn thành công việc, thì nó nói dẫn tới mâu thuẫn. Rồi, sự nhập nhằng về vai trò trong nhóm. Sự nhập nhằng về vai trò trong nhóm. Cái này là nguyên nhân nào đây? Nguyên nhân dẫn từ đâu đến từ đâu? Của nhóm nào? Nhóm cá nhân hay là nhóm tổ chức? Sự nhập nhằng về các vai trò trong nhóm thì cái nguyên nhân này, cái nguyên nhân mâu thuẫn này nó đến từ cái nhóm là nguyên nhân của cá nhân hay nguyên nhân của tổ chức? Phải phân tích rồi đó, phải phân tích trên rồi đó. Cá nhân hay tổ chức các bạn? Vậy là tổ chức. À, mà cụ thể đây là gì? Vai trò của cái người giám sát, của người quản lý. À, cái nhiệm vụ đó anh chưa phân biệt rõ ràng cái công việc cho từng cái thành viên trong nhóm,
cho nên dẫn tới gọi là gì, nhập nhằng cái phần công việc lẫn nhau, dẫn tới họ mâu thuẫn. Hay vấn đề không phải của nhân viên. Mối quan hệ trong công việc, mối quan hệ trong công việc, cái này là thuộc nhóm nào theo các bạn? Cái này có phải là nó ở hai cái nhóm luôn à? Bản thân cá nhân, đúng không ạ? Bản thân cá nhân. Bởi vì luôn luôn tồn tại sự mâu thuẫn giữa người nhân viên với cấp quản lý và cấp quản lý với nhân viên. Tại sao như vậy? Thì truyền thống rõ ràng là ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cấp quản lý là nhằm cái cấp nào đây? Cái cấp quản trị mà, đúng không ạ? Nằm trong cái nhóm quản trị. Và chúng ta tự hiểu, tự có cái là tự gọi là hiểu một cách đơn giản là cái nhóm nhân viên là cái nhóm được là một cái nguồn lực được sử dụng, hay chúng ta gọi đơn giản là cái nhóm bị trị, thì rõ ràng giữa hai cái nhóm này nó có những sự mâu thuẫn, luôn luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Anh là nhân viên thì người quản lý cho dù cái kiểu gì tốt nhất thì người quản lý họ truyền cái thông điệp xuống anh, họ hướng dẫn, họ giao việc ABCD thì anh cũng cảm thấy là một áp lực, một cái áp lực vô hình về công việc thôi. Là sếp giao việc xuống và chúng ta cảm thấy cái áp lực về công việc đó. Cho nên rằng là trong thâm tâm ít nhiều nó cũng có sự có mâu thuẫn. Là mâu thuẫn này nó gọi là mâu thuẫn giữa các cấp trong tổ chức. Nha. Cái người quản lý cấp trung cũng có sự mâu thuẫn với người lãnh đạo. Và lãnh đạo ngược lại. Vậy thì các cấp quản lý cấp trung cũng sẽ có cái mâu thuẫn với quản lý cấp thấp hơn. Và cấp thấp hơn sẽ có mâu thuẫn với nhân viên và ngược lại. Luôn luôn là có cái sự tồn tại như vậy. Cái vấn đề đó là cái hiển nhiên trong tổ chức. Là cái nhóm nguyên nhân này nó nằm trong tổ chức. Vì bản thân nội tại, thì cái cơ cấu tổ chức nó đã tồn tại cái mối quan hệ này và nó có sự mâu thuẫn. Đơn giản thôi thầy, ví dụ rồi đó. Người quản lý, người giám sát, người quản lý thì mong muốn nhân viên mình làm nhiều, làm đạt hiệu quả công việc tối đa, cho nên họ phải huấn luyện, họ đào tạo, họ boost nhân viên làm. Nhưng mà người nhân viên làm nhiều họ đâu có thích, có mâu thuẫn rồi đó. Bản thân người nhân viên thì họ làm gì? Họ muốn làm ít thôi, họ muốn đòi lương cao, thấy không? Đây là bản là trong lịch sử lớp 12 chúng ta đã nhắc cái chuyện này rồi, thấy không? Đòi tăng lương giảm giờ làm, nhớ không ạ? À? Nhớ cái ý đó. Đòi tăng lương giảm giờ làm. Luôn luôn là đòi lương cao, nhưng mà làm việc ít thôi, nhẹ nhàng thôi. Ở đâu ra? Thì những nhà quản trị nếu không kiểm soát, không xét những cái này, thì ở đâu ra mà doanh thu, là đâu ra lợi nhuận để mà chi trả? Đấy thì bản chất của đó đã có sự mâu thuẫn. Những nhà quản lý thì mong muốn có là quản lý được chi phí tốt, đạt được doanh thu tối đa, quản lý chi phí tốt để đạt được cái hiệu quả. Nhưng mà người nhân viên thì gì? Tôi làm ít thôi làm sao có được cái hiệu quả tốt được, nhưng mà lương tôi phải cao. Đấy, nó là ngược lại là như vậy. Nên là bản thân nội tại trong tổ chức, trong mối quan hệ công việc, nó đã là có một cái sự mâu thuẫn giữa các giai cấp, giữa các cấp độ quản lý với nhau trong tổ chức. Thì cho nên nó thuộc về bản chất của nhóm tổ chức. Tuy nhiên đôi khi nó lại là ở cái nhóm cá nhân, mối quan hệ trong công việc cá nhân. Thầy ví dụ hai bạn ban đầu là cấp độ là nhân viên giống như nhau. Khi mà hai bạn đều là ở vị trí nhân viên thì là rất thương yêu, đùm bọc, làm việc rất là hỗ trợ với nhau tốt. Nhưng đến một ngày nào đó, một trong hai bạn được promote lên cái vị trí cao hơn. Đây là sự khác biệt rồi đấy. Và ít nhiều, chắc chắn trong đó sẽ có những cái mâu thuẫn cá nhân. Có những cái mâu thuẫn cá nhân. Thì lúc đầu thì hai đứa vị trí ngang nhau thì rất là thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mà một đứa được phát triển hoặc một đứa có sự biểu hiện rằng là nó khác biệt đi, cái người còn lại nó cũng sẽ có những cái mâu thuẫn tồn tại, ít hay nhiều thôi, nhưng nó cũng có. Cho nên ở đây cái mối quan hệ trong công việc đó, nó sẽ dẫn tới, nó sẽ chia ra hai nhóm nguyên nhân giống như sự khác biệt mục tiêu vậy. Tồn tại của ở ngay cả cái nhóm cá nhân và tồn tại ngay trong cái nhóm của doanh nghiệp luôn. Rồi,
Cái nguyên nhân tiếp là vấn đề của sự giao tiếp. Thì nó thuộc nhóm nào đây? Cá nhân đúng không ạ? Nhưng mà cách giao tiếp làm cho người ta cảm thấy khó chịu là mang tính cá nhân. Rồi, vấn đề của doanh nghiệp và tổ chức thì rõ ràng nằm ở nhóm tổ chức. Vấn đề của doanh nghiệp và tổ chức ở đây nó bao gồm là chính sách, chế độ, có không ạ? Rồi cái cách thức trả lương, chính sách chế độ nó không công bằng, chính sách lương bổng nó không công bằng, để dẫn tới cái sự mà mâu thuẫn giữa các cá nhân trong nhau. Và khi chúng ta hiểu được cái nguyên nhân giống như vậy rồi, thì chúng ta biết cách để chúng ta xử lý mâu thuẫn. Khi chúng ta muốn xử lý được vấn đề gì thì đầu tiên chúng ta cần phải biết nguyên nhân. Vậy chúng ta đã xác định được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ biết cách để xử lý. Vậy thì đối với những cái nhóm nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn mà đến từ tổ chức thì cái này nó dễ rồi. Bản thân người giám sát, người quản lý phải nhìn nhận, xác định ra những cái thiếu sót, những cái điều chưa phù hợp của tổ chức để điều chỉnh. Hoặc là có kế hoạch, lộ trình điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp để giải quyết cái mâu thuẫn này. Thì ví dụ như là bây giờ anh yêu cầu công việc cho nhân viên là 5 giờ cùng phải nộp báo cáo cùng lúc thì anh trong một cái máy thôi. Thì bây giờ thì anh phải chia ra. Đây có thể nó có hai chuyện xảy ra. Một là anh bổ sung thêm một cái máy nữa để đủ điều kiện làm việc cho nhân viên. Còn nếu giả sử như doanh nghiệp mà không thể nào bổ sung thêm một cái máy nữa thì anh phải biết cách đó là điều chỉnh cái yêu cầu nộp báo cáo. Ví dụ như là bạn A thì nộp báo cáo lúc 3 giờ, bạn B là nộp báo cáo lúc 6 giờ. Để anh chi vậy họ cũng sẽ bị mâu thuẫn. Để bản thân là cái việc anh là người giám sát, là người quản lý, anh phải xác nhận ra, anh phải nhận định được là cái nguyên nhân này nó đến từ đâu, cái mâu thuẫn đến từ đâu để anh xử lý. Thì anh xử lý được như vậy thì người ta sẽ không bị mâu thuẫn nữa. Ví dụ giả sử như bây giờ thì quay lại cái ví dụ điều kiện, cái vấn đề của doanh nghiệp tổ chức này, anh hạn chế điều kiện làm việc, anh yêu cầu nhân viên anh nộp báo cáo lúc 5 giờ mà anh chỉ có trong nhà hàng chỉ một bộ máy tính thôi. Anh yêu cầu nhưng anh không xác định được cái nguồn lực của anh có vì cái lý do nào đó, vậy thì dẫn tới mâu thuẫn và anh phải đi xử lý mâu thuẫn. Vậy khi anh biết được cái xử lý mâu thuẫn này, anh cách là bây giờ thôi không sao hết, anh hiểu nguyên nhân rồi, bây giờ là do cái không phải là do hai em mà vấn đề là do thiếu máy. Vậy thì anh sẽ bổ sung thêm máy. Nếu như mua được thêm máy. Bổ sung thêm máy. Thì hai đứa này không còn mâu thuẫn nữa. Phải không? Mỗi đứa máy nó làm nữa. Không mâu thuẫn nữa. Hoặc là nếu giả sử mà không điều kiện để mua máy. Thì bây giờ okay, anh hiểu rồi. Bây giờ tạm thời anh phân chia lại là bạn A nộp cho anh báo cáo lúc 3 giờ. Bạn B nộp báo cáo cho anh lúc 6 giờ. Có 3 tiếng để làm báo cáo đó. Vậy thì quá rõ ràng. Đâu còn mâu thuẫn nữa. Mà hai bên đều là win-win, đều hiểu rõ nhiệm vụ phải làm, hiểu rõ cái mục tiêu phải làm và biết được cái nguồn lực của mình có để làm thì không còn mâu thuẫn. Đó, như thầy nói thì chúng ta phải xác, muốn giải quyết được mâu thuẫn thì chúng ta phải xác định được nguyên nhân mà dẫn tới mâu thuẫn. Cái nguyên nhân mà nó nằm ở cái nhóm, là nguyên nhân của nhóm mà thuộc về tổ chức, thì bản thân chúng ta là người giám sát, là người quản lý trong tương lai đó, chúng ta phải nhìn nhận nó ra và chúng ta phải biết cách điều chỉnh cho nó phù hợp. Điều chỉnh cho nó phù hợp chứ không phải lúc nào cũng phải cung cấp đâu. Điều chỉnh cho nó phù hợp để làm sao từ cái điều chỉnh đó mà giải quyết được cái mâu thuẫn giữa các cá nhân trong nhóm là tốt. Hoặc là ví dụ như cái việc chính sách về tiền lương cũng được, hoặc là ngay cả thậm chí là cái việc mà cái chính sách anh sắp xếp ngày nghỉ nhân viên thôi. Bây giờ giả sử như cùng một thời điểm nhân viên xin nghỉ hai nhân viên cùng một lúc thì sao? Trong khi đó nhà hàng thì thời điểm đó ngày đó đang đông mà đứa nào cũng muốn xin nghỉ hết. Đó cũng là mâu thuẫn đấy. Nếu như anh không, đó là sự khác biệt cá nhân nhưng mà là vấn đề của tổ chức luôn. Ví dụ như bây giờ hai bạn trong nhà hàng đều muốn xin nghỉ vào cùng một ngày mà cái ngày đó thì chỉ có một người được nghỉ thôi. Bây giờ giải quyết làm sao đây? Để dẫn tới không tới mâu thuẫn. Cái vấn đề này không phải là của nhân viên phải không ạ? Tôi có nhu cầu tôi nghỉ ngay ngày đó, tôi mong muốn rồi. Vậy thì đó đây là vấn đề của tổ chức cho mỗi nhân viên. Bởi vì anh không hề có một cái hướng dẫn, một cái thông báo nào hết. Giả sử như trước đây anh có một cái thông báo rằng là
trong trường hợp nếu bây giờ mình quy định là chỉ một ngày một ca chỉ giải quyết cho một nhân viên nghỉ thôi, một nhân viên nghỉ phép thôi, không có giải quyết trùng hai người nghỉ trong cùng một ngày, vậy thì bạn nào trong nhóm trong nhà hàng mà có nộp đơn nghỉ phép trước thì sẽ ưu tiên giải quyết trước, đúng chưa? Những phát sinh sau đó thì các bạn phải tự điều chỉnh. Nếu như mà vì bắt buộc mà bạn phải nghỉ thì bạn phải nhờ người làm thay như thế nào đó, vân vân. Bạn có những cái thông báo, những cái quy định này thì sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn hết. Có đúng không ạ? Nếu có những trường hợp như thế, khi bạn xếp ca làm việc cho nhân viên, hai nhân viên cũng mong muốn nghỉ cùng một ngày, vậy thì bạn sẽ xử lý sao đây? Nếu như trước đó bạn có thông báo, đó là vấn đề của tổ chức bạn rồi. Bạn phải có một cái quy định hẳn hoi rằng là anh chị sẽ giải quyết nghỉ phép cho thành viên trong nhóm của chúng ta, tuy nhiên với điều kiện rằng là không được phép một ca mà có hai người nghỉ. Thì ví dụ như vậy, đó là một cái quy định của nhóm. Một ca không được phép giải quyết hai ngày nghỉ, hai người nghỉ. Vậy thì nếu trường hợp có hai người nghỉ cùng một ca như vậy, thì anh sẽ ưu tiên giải quyết cho người nào nộp đơn trước. Họ tới kế hoạch trước, vì giải quyết trước hợp cho họ. Còn người nộp sau không có vấn đề gì mà than phiền đây, không có gì mâu thuẫn nữa. Vậy vì có những trường hợp bất khả kháng mà cái người nộp đơn sau mà buộc phải nghỉ thì người đó phải tự giải quyết vấn đề của mình. Đó là gì? Phải nhờ người làm thay ABCD. Thì chuyện như vậy nó sẽ không mâu thuẫn. Còn nếu chúng ta không có truyền thông cái này trước, khi hai nhân viên cùng nộp vào xin nghỉ cùng một ngày mà chúng ta chỉ giải quyết được một người mà thôi, đâm ra việc chúng ta không minh bạch, không công bằng. Và chính điều đó nó dẫn tới gì? Hai cá nhân này mâu thuẫn. À, anh giải quyết cho anh A thì cái đứa B nó sẽ nói rằng là xếp thiên vị cho đứa A, thương đứa A hơn, và chính cái việc nó tự trong đầu nó hình thành những sự suy nghĩ vậy, và nó sẽ có những cái mâu thuẫn cá nhân. Cái người lãnh đạo, cái người quản lý, bản thân anh không rõ ràng, anh không minh bạch, cho nên anh làm cho nhân viên anh mâu thuẫn. Thì cái lỗi là lỗi của vấn đề của doanh nghiệp, của tổ chức, mà cụ thể đây là gì? Của người quản lý. Đó là những nguyên nhân, chúng ta xử lý những nguyên nhân đến từ cái nhóm của tổ chức. Vậy những nguyên nhân mà đến từ cái nhóm của nhân viên thì theo các bạn xử lý như sao đây? Cái nhóm mà sự khác biệt cá nhân đó, các bạn suy nghĩ là bạn nào phát biểu cho thầy ý kiến rằng là thầy đã hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta xử lý nếu như mà mâu thuẫn nó đến từ cái nhóm là từ góc độ là doanh nghiệp, nhóm nguyên nhân mà mâu thuẫn nó dẫn đến từ góc độ là của tổ chức, của doanh nghiệp, của nhà hàng đó, thì chúng ta xử lý theo cách như vậy, điều chỉnh, xem xét và điều chỉnh. Vậy thì nếu như nguyên nhân đến từ cá nhân thì sao? Bạn nào cho thầy biết rằng là nếu như mà cái nguyên nhân của mâu thuẫn mà nó đến từ cái nhóm, cái nhóm nguyên nhân mà cá nhân, bao gồm sự khác biệt về mục tiêu công việc nè, khác biệt về cá nhân nè, rồi mối quan hệ trong công việc nè, rồi vấn đề giao tiếp nè, thì chúng ta xử lý làm sao? Chúng ta cứ đặt trường hợp là mình đi, mình cứ tưởng tượng xem nếu như mà trường hợp đó là mình và một cái đồng nghiệp của mình là có sự khác biệt cá nhân, chứ không phải từ công việc, từ cái nhóm điều kiện công việc, từ cái nhóm doanh nghiệp, từ cái nhóm nguyên nhân từ tổ chức, thì chúng ta xử lý sao? Thông thường chúng ta xử lý như sao? Sao hết rồi, chúng ta phân tích rồi, thì chúng ta bây giờ chúng ta tự tưởng tượng xem nếu như chúng ta có những mâu thuẫn đó, chúng ta xử lý như sao? Rồi bây giờ thầy hỏi nha, nếu mà không phát biểu thì không tự giơ tay thì gọi thầy hỏi đó. Trong cá nhân của các bạn đó, các bạn đã từng có mâu thuẫn rồi đúng không? Có ai nói rằng là trong cuộc đời 20 năm chúng ta vừa rồi chúng ta không có mâu thuẫn không?
Không, là ai cũng gặp hết rồi. Vậy các bạn xử lý nó là sao? Nói thầy nghe xem. Mà không phải là do công mâu thuẫn này, chắc chắn là không phải do công việc rồi, do cá nhân đấy. Chúng ta xử lý nó là sao? Thầy mời bạn Đặng Thu Hà. Dạ, theo em là mình sẽ cùng ngồi lại để trao đổi với nhau về những vấn đề mâu thuẫn đó thầy. Nghĩa là mình sẽ nói về những cái gì mà mình cảm thấy mình không thấy phù hợp ở người đó, xong rồi người đó cũng sẽ nói như vậy, xong rồi cả hai bên sẽ cùng nhau ngồi lại để tìm cách giải quyết đó thầy. À, bạn Hà thì là chọn phương án mà thôi ok, tôi nhìn nhận ra vấn đề, tôi chưa biết ai đúng hay sai, đúng không ạ? Bây giờ có mâu thuẫn rồi, nguyên nhân tôi không biết, xác định những tức là hai đứa là mâu thuẫn và conflict với nhau rồi. Bây giờ tôi chọn cái phương án, bạn Hà là chọn phương án này, thôi bây giờ thôi ngồi lại với nhau đi. Giờ tao nói mày nghe, mày nói tao nghe, hai đứa mình nói nhau nghe. Xong rồi sau đó để đưa tới hướng tới cái đồng thuận chung và giải quyết vấn đề. Đó là cái phương pháp mà bạn Hà chọn, đúng không ạ? Đó là phương pháp xử lý mâu thuẫn bạn Hà chọn là phương pháp gì? Phương pháp gì là dung hòa để giải quyết, cùng giải quyết vấn đề. Đúng chưa? Phương pháp cùng giải quyết vấn đề. Và kết quả nó ra là cái gì bạn Hà? Thông thường thì cho thầy biết là thông thường thì sau như vậy thì người kia họ có khó chịu với mình nữa không? Dạ không ạ, và công việc sẽ được thực hiện tốt hơn. Đúng rồi. Đấy, thông thường kết quả là gì? Cái đó người ta gọi là win-win. Kết quả nó ra được là win-win. Hai bên cùng thắng. Cùng giải quyết được vấn đề của mỗi cá nhân và đạt được cái mục tiêu chung đó là gì? Vẫn duy trì được tình bạn, ha, keo sơn, gắn bó gì đấy. Đó là cái giải pháp, cái phương pháp giải quyết vấn đề theo cái hướng là cùng giải quyết vấn đề, giải quyết cùng giải quyết và đưa tới kết quả là win-win. Đây là cái cách tốt nhất, cách tốt nhất. Còn phương pháp nào nữa không? Có người thì có chọn phương pháp đó, cái người thì chọn phương pháp là thầy cảm ơn bạn Hà nha. Có người thì chọn phương pháp khác. Hay mời bạn Dương Thanh Bình. Ngoài cái cách mà nếu như bạn Hà thì mình còn cách nào khác nữa không? Bạn Dương Thanh Bình, 6 năm 16. Thầy mời bạn Dương Thanh Bình, 26N16. Bạn Dương Thanh Bình không có học đúng không ạ? Để thầy dừng một chút để thầy nhắc với tụi con. Thời gian vừa qua chúng ta nghe nói rất nhiều sự than phiền về cái việc học online như thế này. Nhưng thực chất á, thầy cũng không biết là hôm nay bạn Bình có tham gia học hay không, mà thầy quan sát trên camera thì là thầy thấy là có tên tuổi hẳn hoi, lớp hẳn hoi. Và gọi tới 3 lần không trả lời. Điều đó có nghĩa là gì? Đăng ký cho có tụ. Đăng ký để điểm danh cho có tụ. Ở đây thầy không phải là thầy nói nêu tên đích danh một bạn sinh viên nào, nhưng thầy muốn dẫn chứng cho tụi con thấy rằng là một cái sự áp lực khủng khiếp mà sinh viên mang lại cho thầy cô. Thầy muốn nói như vậy để tụi con hiểu rằng là rất khó chịu. Ngay từ đầu buổi tụi con thấy rằng là thầy thấy trong cái group, trong cái chatbot đó, các bạn có công việc thật sự, bạn đi tiêm mũi 2, bạn bị sốt, bạn đi test, đâu có thầy cô nào bắt các bạn phải không phải vô học đâu. Nếu các bạn thông báo với thầy cô, các bạn đã có chủ định ngay từ đầu thông báo với thầy cô, đừng qua mặt thầy cô các bạn ạ. Các bạn đối phó với thầy cô để làm gì? Mà thầy nói lại rất nhiều lần về việc này, học là trách nhiệm của mình. Nếu các bạn không muốn có trách nhiệm với bản thân mình, với tương lai của mình, bố mẹ cũng không bắt các bạn được, thì thầy cô đâu bắt các bạn được đâu. Một là chúng ta chọn làm, hai chúng ta chọn không làm, và chúng ta phải có trách nhiệm với nó, thế thôi. Chứ chúng ta đối phó để làm gì? Các bạn thấy rằng thầy cũng không biết, mà thầy cũng không được biết rằng là cái bạn này là có thầy thấy tên thầy gọi thôi, mà gọi không có. Điều đó có nghĩa là gì?
đăng ký để cho vui đó, và đi đâu mất tiêu rồi. Trong điểm danh thì có, nhưng mà trong lúc thầy giảng bài thì đâu có nghe đâu. Thầy hỏi chúng ta, thầy kiểm tra, thầy hỏi thì lại không có. Mà không hỏi á thì các bạn lại lại lên confession, các bạn buồn, các bạn than phiền, học online chán quá, thầy giảng một chiều và thầy không có tương tác, hỏi nhiều quá thì nó cũng giận thầy nữa. Nó kêu thầy, thầy ơi thầy đừng kêu tên con nữa, con giận thầy đó, thầy kêu con hoài à. Kêu nó nhiều để cùng tương tác, để kiểm tra, để hỏi, cũng buồn, nó cũng giận mình. Rồi kêu tới nó thì nó không có tên, trốn rồi mất tiêu. Không kêu á, không gọi để trao đổi thì nói là thầy giảng có một chiều à, thầy nói không mà thầy không kiểm tra tụi con biết tụi con có hiểu hay không, thầy không cho tụi con phát biểu để kiểm tra tụi con có hiểu hay không. Rồi gọi tới có thấy nó là trả lời đâu con. Thầy muốn dừng lại một chút để thầy nói rằng là chúng ta là những người lớn nha, tụi con là những người lớn, thì khi chúng ta phát biểu, khi chúng ta nói bất cứ một cái điều gì, chúng ta phải nhìn nhận lại đã. Cái tâm lý thông thường là chúng ta luôn luôn muốn cái phần đúng về phía mình, như thế là hỏng đấy, như thế là hỏng. Chúng ta phải suy xét kỹ rằng là chúng ta đã làm được cái gì. Chúng khi một khi chúng ta đã làm tất cả mọi thứ là hoàn thiện rồi thì lúc đó lỗi phải của chúng ta nữa. Nhưng ở đâu đó chúng ta chưa hoàn thiện, chúng ta còn bị kẹt cái này vướng cái kia, A, B, C, D cái nọ, thì chúng ta không được than phiền. Bởi vì chúng ta chưa hoàn thiện. Cho nên thầy nói với tụi con nhiều lần là học ít thôi là vậy đó. Học ít thôi. Học chúng ta phải hiểu. Học ít thôi, học và phải chắc. Học là phải ứng dụng được thì mới có hiệu quả. Thế bây giờ tương lai của tụi con, mà tụi con còn đối phó như thế nữa, tụi con làm như là đi học cho thầy cô và cho bố mẹ vậy, rất khổ. Vào cho có tụ, cho có giờ, nhưng thực chất là không phải học. Chính vì điều đó tụi con làm cho thầy cô buồn đấy, thực sự luôn á. Tụi con quay ngược lại, tụi con trách thầy cô là tại sao thầy cô hay cáu gắt với tụi con. Thầy nói nhiều lần rồi, để làm một người giảng viên gọi là thân thiện, luôn luôn cười tụi con, à tụi con hôm nay dễ thương quá, tụi con nay này nọ nọ kia, để được cái gì nếu thực sự tụi con không có gọi là một cái sự chủ động. Rồi đến kết quả cuối cùng đó là gì? Tụi con không đạt được cái gì hết trơn, chỉ tổ tốn thời gian và mang tiếng lẫn nhau thôi. Phải hiểu rằng là thầy cô khó khăn lại la mình, hay là dĩ nhiên ở trong cái mức độ phù hợp thì mục đích cuối cùng cũng chỉ để là cho các bạn tốt hơn. Thế bây giờ như các bạn thấy là thầy gọi tới 3-4 lần luôn, không có ai trả lời thầy hết trơn. Thôi, thầy nhắc chung như vậy để chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái chúng ta chưa có ổn nha, cho nên là cần phải sức lưu ý. Rồi, quay lại câu hỏi nãy, thầy muốn hỏi tiếp tục bạn khác nha. Cho thầy biết rằng là ngoài cái cách mà bạn Hà vừa chia sẻ là bạn cùng giải quyết vấn đề, thì có người khác lại chọn cái phương án khác. Ví dụ như rằng là gì hả bạn Lan Thảo, Trần Thị Lan Thảo? Dạ hư hài là cùng nhau điều chỉnh. Cùng nhau điều chỉnh là cái ý của bạn Hà đó, phải không ạ? À? Cùng giải quyết, cùng điều chỉnh, đúng không ạ? À? Bạn điều chỉnh, dạ, cái này chút, rồi gặp nhau tôi trao đổi với bạn, tôi nói cái mong muốn tôi thế này, bạn thế kia, rồi mọi người hiểu ra vấn đề, rồi điều chỉnh với nhau để đạt được cái mục tiêu chung. Rồi còn cái cách nào khác nữa? Rồi thầy cảm ơn Lan Thảo. Thầy mời Phi Hiếu. Dạ thưa thầy, là theo con là tránh né. À tránh né, có nghĩa là thôi bây giờ gặp vấn đề thì thôi kể nó đi, kể nó đi. Dạ đúng. Không nói gì luôn. Đổi chủ đề khác. À
gọi là trốn luôn ha, gặp vấn đề rồi biết cái nó khó rồi thôi kệ nó đi, nó tới nó ra sao ra ha, nó tới đâu tới, bây giờ không giải quyết gì không gặp nhau đi chứ mày nghĩ sao, mày nghĩ tao nghĩ gì kệ tao ha, rồi cuối cùng là cái gì, không giải quyết được vấn đề đúng không, cuối cùng là cái gì, tan nàng sẽ nghe, vẫn hiểu lầm, không nói ra thì làm sao tao biết được, tao gọi là hiểu lầm đúng không ạ, bên này hiểu không đúng ý bên kia, bên này hiểu đúng lại, không giải quyết được vấn đề, cái đó là phương pháp né tránh. Nhưng có người làm không, có, cụ thể là Phi Hiếu chọn đó, né tránh. Thấy không? Thầy ví dụ thôi nha Phi Hiếu, chứ không phải thầy nói con chọn cái phương pháp né tránh nha Phi Hiếu, nhưng tại vì con phát biểu như thầy nói vậy nha con. Dạ dạ. Đấy, là cũng có cái né tránh, bây giờ tôi gặp vấn đề là tôi không giải quyết, tôi không muốn giải quyết, hoặc là vì lý do đó tôi không giải quyết, vì sĩ diện, à, vì thế này thế kia, cho nên là tôi muốn giải quyết, thôi kệ nó ra sao ra đi. Các phương pháp né tránh cũng có luôn, mà cái này tốt không? Không, không tốt, bởi vì nó luôn luôn nó khi mà mâu thuẫn nó chưa được giải quyết mà né tránh thì nó vẫn còn tồn tại mâu thuẫn đó, thì chắc chắn là không chọn phương án này rồi, phương pháp né tránh. Còn phương pháp nào nữa ngoài né tránh, và ngoài né tránh thì ngoài cùng nhau giải quyết ra ha, cùng nhau điều chỉnh ra, còn phương pháp nào khác nữa không? À, thật ra thì liệt kê ra nhiều ha, là cùng nhau giải quyết nè, rồi cùng nhau điều chỉnh nè, rồi cùng nhau né, rồi cùng né tránh nè, rồi hoặc là gì cứ gọi là để nó cứ tự nhiên nó xảy ra, rồi nó sẽ thời gian sẽ chữa lành vết thương ha, tự nhiên nó sẽ hết. Nhưng không phải, thật ra cái kết quả của xử lý mâu thuẫn nó sẽ dẫn tới ở ba cái trạng thái thôi. Một là bên này điều chỉnh theo bên kia, và nó ra cái kết quả đó là gì, cả hai bên cùng thắng, là win-win theo cái ví dụ của bạn Hà nãy và phân tích nãy, cả hai bên cùng thắng đó là win-win. Để cùng giải quyết vấn đề thì hai bên cùng thắng, để hiểu để đạt được cái mục tiêu là mâu thuẫn được giải quyết, hoặc là bên này thắng bên kia thua, bên thắng bên thua có nghĩa rằng là gì, áp đặt cái phương pháp áp đặt, là người này phải điều chỉnh để áp đặt theo cái thay đổi của người kia, cái này cũng rất nguy hiểm. Cái đó người ta gọi là win lose, một bên thắng bên thua, bên này áp đặt cái quan điểm của người này lên người kia, và như vậy thì về lâu về dài nó sẽ tồn tại một cái sự rằng là ức chế, cái rất nguy hiểm. Và cái kết quả thứ ba đó là gì, cả hai bên đều thua, đó là phương pháp tránh né mà như bạn Phi Hiếu vừa nói, thua hết bởi vì không giải quyết được vấn đề, mâu thuẫn không giải quyết vấn đề. Đấy. Cho nên chỉ có để giải quyết được mâu thuẫn thì phải trên cái nền tảng, cái trạng thái đó là phải cùng giải quyết vấn đề, cùng giải quyết vấn đề. À, gặp người này, gặp người kia, gặp từng người một để tìm hiểu, để điều chỉnh, để cùng giải quyết ra vấn đề, thì đó mới là cái phương pháp. Vậy thì cái phương pháp để giải quyết mâu thuẫn tốt nhất phải là chúng ta phải sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp là điều chỉnh cùng giải quyết. Điều chỉnh đây là điều chỉnh bên này với bên kia và cùng giải quyết vấn đề. Chứ còn tránh né nó cũng không phải là giải pháp tốt. Áp đặt nó cũng phải là giải pháp tốt. Nó sẽ đưa ra cái kết quả đó là gì? Lose-lose hoặc win-lose. Một bên thắng một bên thua, hoặc là cả hai bên thua, đều không phải là cái mong muốn của giải quyết mâu thuẫn. Mà mong muốn của giải quyết mâu thuẫn tốt nhất đó là cả hai bên cùng thắng. Có nghĩa rằng là cả hai bên cùng hiểu được vấn đề để điều chỉnh, để cùng giải quyết. Thì đó mới là cách giải quyết tốt nhất của xử lý mâu thuẫn. Vậy thì để làm được những chuyện đó đó, chúng ta có một cái tiến trình, gọi là cái quy trình xử lý mâu thuẫn. Tiến trình xử lý mâu thuẫn. Tiến trình xử lý mâu thuẫn. Còn cái tiến trình xử lý mâu thuẫn thì nó gồm có 6 bước như trên bảng. Đầu tiên thì chúng ta phải xác định cái mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn nó là cái gì vậy? Mâu thuẫn nó là cái gì vậy? Mâu thuẫn giữa cá nhân với lại cá nhân, hay cá nhân
với tổ chức. À, giữa cá nhân với cá nhân hay cá nhân với tổ chức. Sau khi xác định mâu thuẫn rồi thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn tới mâu thuẫn, là cái gì nó tạo ra mâu thuẫn đó. À, giữa cá nhân với cá nhân thì là sự khác biệt giữa cá nhân, hay là do điều kiện làm việc, hay là do giao tiếp, hay là vân vân. À, những cái nguyên nhân mà chúng ta vừa phân tích ra, ta xem là cái gì. Hay là cái nguyên nhân đến từ tổ chức. Rồi sau đó chúng ta phải xác định quan điểm từng bên. Đây là cái bước mà chúng ta gặp gỡ từng bên để chúng ta tìm hiểu. Đây là bước để chúng ta tìm hiểu đấy. Tìm hiểu cái quan điểm của từng bên như thế nào. Bên A như thế nào, bên B như thế nào. Ở cái ví dụ mà bạn Đặng Thu Hà vừa chia sẻ với bạn đó, khi có mâu thuẫn giữa hai cá nhân thì chúng ta phải tìm hiểu rằng là bạn A ra làm sao, bạn B ra làm sao, xem thử điều chỉnh như thế nào được hay không. Và tìm cái điểm chung, tìm cái điểm chung khi mà gặp gỡ các bên như thế này. Các bạn, các cá nhân này họ sẽ nói là cái quan điểm của mình. Và sau đó chúng ta đã gặp gỡ từng bên rồi thì chúng ta tổ chức gặp gỡ hai bên ở bước số 4. À, gặp gỡ hai bên để chi? Để chúng ta trao đổi, tìm các giải pháp. Thì ví dụ, gặp gỡ từng bên rồi mình thấy bạn A sẽ nói thật ra em chỉ mong muốn bạn B như thế này thôi, chứ em cũng không phải em khó chịu hay là em như thế này thế kia. Bạn B, em chỉ mong muốn bằng tính cái mong muốn của em trong công việc, em chỉ muốn bạn B thay đổi như thế này. Nắm được rồi. Bạn B sẽ gặp bạn B, B sẽ nói thật ra em cũng phải em không phối hợp với bạn A được. Tuy nhiên là bạn A, em chỉ cần bạn A thay đổi ABCD thôi. Bạn A hay thấy làm được việc rồi quá tháo, em biết rằng là em cũng yếu một chút. Tuy nhiên là bạn A hướng dẫn em một cách kỹ càng như ABCD vậy đấy. Đấy. À, cái đó là quan điểm mà mỗi người nói ra ở cái bước số 3. À, mình hiểu được chuyện như vậy rồi. Cái bước số 4, chúng ta gặp gỡ hai bên. Chúng ta đang đóng vai trò là người xử lý mâu thuẫn đấy. À, chúng ta gặp gỡ hai bên. Chúng ta nắm được cái quan điểm rằng là gì? Bạn A thật ra là chê bạn B đó là chậm. Hướng dẫn tới đâu thì làm một lần xong rồi sau đó quên rồi hỏi lại. Cho nên là sẽ khó chịu trong công việc. Lúc nào cũng hỏi. Bạn B sẽ nói rằng em thì em thật sự em cũng cảm thấy em hơi chậm. Nhưng mà bạn A thì khi hướng dẫn em thì tỏ vẻ rằng là thế này thế kia. Cái nào em cũng cảm thấy em bị bức xúc. Đó, cho nên cũng không tới chung. Vậy bây giờ quan điểm này là gì? Mỗi bên điều chỉnh một chút. Đúng không ạ? Mình đã nắm được vấn đề mỗi bên điều chỉnh một chút. Thì chúng ta gặp lại hai bên. Chúng ta nói chúng ta phân tích là trong thời gian vừa qua bạn A cũng có rất tích cực như bạn B cũng đã cố gắng để theo những cái hướng dẫn như vậy. Tuy nhiên rằng là cũng có những một cái sự trục trặc trong cái vấn đề giao tiếp. Ví dụ như bạn A cũng vì tính chất công việc là mong muốn cho bạn B tốt hơn, nhanh hơn, nắm bắt công việc hiệu quả hơn để hòa nhập với nhóm. Cho nên có những cái động thái, có những cái trạng thái, còn thậm chí có những cái biểu hiện mà làm cho bạn B cũng cảm thấy bị tổn thương. Vậy thì B có phải vậy đúng hay không? Đúng rồi, em thật ra em chỉ có bị tổn thương bởi những cái như vậy giao tiếp của bạn A thôi. Rồi bạn B, rồi tuy nhiên bạn B thì bạn B cũng nên phải cố gắng điều chỉnh, phải cố gắng nhớ và rèn luyện nhiều hơn để không làm ảnh hưởng tới cái thời gian công việc của bạn A và của tập thể. Vậy thì anh đề nghị trong thời gian sắp tới là các bạn cũng sẽ cố gắng hợp tác với nhau. Bạn A thì trong khi quá trình hướng dẫn bạn B, biết bạn B chậm như vậy, tương đối chậm như vậy, thì cố gắng là sử dụng những cái hướng dẫn một cách phù hợp, rồi ngắn gọn, rồi và cũng cần phải điều chỉnh về cái thái độ trong quá trình mà hướng dẫn bạn B. Rồi bạn B thì trong quá trình bạn A hướng dẫn, nếu cái gì chưa rõ thì cần phải hỏi lại và lưu ý, phải rèn luyện thường xuyên để không phải chuyện về gì cũng phải quay lại hỏi bạn A như vậy đến làm ảnh hưởng công việc bạn A. Thì anh nghĩ rằng là nếu các bạn giải quyết được như vậy thì nó sẽ là một cách tốt nhất để đạt được hiệu quả. Thì hai bên đã hiểu nhau rồi thì sẽ họ hướng tới cái hướng dẫn. Đứa A nó hiểu đứa B là do nó chậm, còn đứa chứ không phải là do nó làm biếng. Hiểu không ạ? Đứa B thì nó hiểu được đứa A là do nó mong muốn cho mình tốt hơn để nó như vậy, chứ không phải rằng là do nó thể hiện ta đây. Cho nên là sẽ giải quyết được vấn đề ở cái gặp nhau và trao đổi như vậy. Hai bên hiểu rõ với nhau. Và cuối cùng chúng ta chuyển sang bước 5 là thống nhất giải pháp. Rồi, giải pháp là gì? Anh vẫn mong muốn thời gian tới rằng là bạn A sẽ cố gắng hỗ trợ cho bạn B, bởi vì bạn B là một nhân viên mới hoặc là nhân viên mới được thiên chuyển ABCD gì đấy. Thì anh hy vọng rằng là hai bạn sẽ cố gắng hợp tác theo những gì anh phân tích
A bằng B thì anh hy vọng là trong khoảng thời gian 1 tháng đến 3 tháng sắp tới chúng ta sẽ có những thay đổi tích cực. Đó là hết cái bước thứ 5 và chúng ta sang bước thứ 6 là chúng ta phải theo dõi cái quá trình cái xử lý mâu thuẫn này nó còn có tiếp tục diễn ra hay không. Và sau khi chúng ta xử lý rồi thì cái mâu thuẫn này nó còn có hay không. Thì nếu có thì chúng ta lại quay ngược lại, chúng ta sẽ quay lại cái bước số 1. Nếu có mà nó có cái khác chứ không phải nó có được cái câu chuyện mà hai đứa nó conflict với nhau về giao tiếp nữa thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta từ bước 1. Đấy. Thì đây là toàn bộ về cái thông tin, những cái giải pháp, những cái hướng dẫn, những cái nguyên nhân nó liên quan tới sự mâu thuẫn. À, tóm lại trong phần này chúng ta nắm giùm thầy những ý sau đây. Chúng ta xác định được mâu thuẫn nó là cái gì, nó tồn tại, luôn luôn là tồn tại, nó luôn có tính hai mặt. À, cho nên là mâu thuẫn là hiển nhiên, nó có tính hai mặt, nó là tốt và xấu. Nó tốt khi chúng ta kiểm soát và xử lý được nó. Nó xấu là chúng ta để nó dẫn tới xung đột. À, nếu mâu thuẫn kiểm soát được tốt thì nó trở thành động lực của sự phát triển. Các nguyên nhân mà dẫn tới mâu thuẫn trong một nhà hàng thì nó nhiều, nhưng nó chia ra hai nhóm nguyên nhân chính. Đó là nguyên nhân đến từ các nhóm cá nhân và nguyên nhân đến từ cái nhóm của tổ chức của nhà hàng mình. Yeah. Để chúng ta hiểu được nguyên nhân rồi thì chúng ta đưa ra giải pháp để chúng ta xử lý. Và cho dù là xử lý thì kiểu gì thì kết quả chúng ta cần phải đạt được đó là gì? Win-win là cả hai bên cùng thắng, cùng hiểu rõ vấn đề để điều chỉnh và phù hợp với nhau nhằm đạt được mục tiêu. Còn không sử dụng, không mong muốn đưa tới cái kết quả đó là lose-lose, cả hai bên thua họ, một bên thắng bên thua, không ra kết quả tốt. Và có nhiều phương pháp để xử lý mâu thuẫn, đó là né tránh, là điều chỉnh, là áp đặt, là cùng giải quyết, trung hòa. Vậy thì chúng ta sử dụng đồng thời hai cái giải pháp, đó là tìm hiểu để điều chỉnh bên này với bên kia và cùng giải quyết vấn đề. À, và hai giải pháp đó đưa ra chúng ta một cái hướng xử lý, là một cái tiến trình xử lý gồm 6 bước như trên bảng. Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định rõ mâu thuẫn nó là cái gì. Thứ hai, chúng ta mâu thuẫn này là xác định rõ mâu thuẫn là mâu thuẫn này giữa cá nhân hay cá nhân tổ chức. Rồi chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn tới mâu thuẫn. Đó là mâu thuẫn do nguyên nhân của cá nhân hay nguyên nhân của tổ chức. Rồi chúng ta gặp gỡ từng bên để xác định quan điểm từng bên. Để xem thử cái mấu chốt chung của đây là cái gì. Rồi sau khi chúng ta gặp gỡ từng bên rồi thì chúng ta tổ chức cho gặp gỡ hai bên, cho mỗi bên phát biểu để cho bên kia nghe rõ ràng tiếng mặt như vậy. Và chúng ta nhận định ra cái mấu chốt để vấn đề. Và cái mấu chốt đó chính là cái mục tiêu mà mọi người cùng hướng tới. Là bên A điều chỉnh một chút, bên B điều chỉnh một chút để hướng tới mục tiêu chung, để đạt được cái mong muốn của cả hai bên. Rồi, đưa ra cái giải pháp thống nhất và đề đạt cái nguyện vọng trong thời gian sắp tới hai bên cần điều chỉnh để đạt được mục tiêu chung thế nào. À, và cuối cùng là chúng ta phải tiến hành theo dõi tiếp tục sau khi chúng ta xử lý. Thì hôm nay thầy đã hướng dẫn các bạn về cái nội dung thứ 6 trong cái vấn đề xử lý sinh viên, đó là xử lý mâu thuẫn. Thì không, quản lý nhân viên, đó là xử lý mâu thuẫn. Thì không biết các bạn có câu hỏi nào cho thầy không ạ? Rồi, nếu không thì về xem lại bài, rồi xem tiếp tục cho thầy cái những nội dung còn lại ở cái chương 3 này, đó là đánh giá nhân viên, là xây dựng nhóm làm việc và sắp xếp ca làm việc. Trong buổi kế tiếp chúng ta sẽ xử lý tiếp tục những nội dung trong chương 3. Và nếu còn thời gian thì các bạn coi luôn chương 4 trước luôn, để chúng ta cũng sắp tới để chuẩn bị về cái tài chính, cái chương tài chính. Và để học được chương 4 tốt đó, thì chúng ta cần coi lại những cái tài liệu của môn về quản trị tài chính, cũng như là quản trị tài chính doanh nghiệp đó, và là kế toán quản trị, để chúng ta có thể tính toán và chúng ta hiểu những cái chỉ tiêu tài chính tốt nhất trong nhà hàng, để chúng ta học được chúng ta đạt được cái kết quả tốt trong cái buổi học về chương tài chính. Rồi, nếu chúng ta không có câu hỏi nào thì hôm nay chúng ta dừng lại đây. Các bạn nhớ là coi lại bài nha. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, em chào thầy. Dạ, em chào thầy. Các bạn cảm ơn thầy ạ. Chào thầy. Có đọc tên các bạn vắng mặt của buổi học ngày hôm nay nhé. Trương Văn Trung là 17. Nguyễn Ngọc Gia Huấn là 30. Trần Thị Trúc Tâm là 30. Võ Thị Lâm Quyên là 30 và Quách Thị Kim Xuân là 30. Cảm ơn các bạn tham dự buổi học ngày hôm nay.